Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Cha đời đời, Chúa bình an của chúng con. Con tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Chúa đã ban cho chúng con không khí trong lành, Ngài ban cho chúng con gió tươi mát từ trời thổi đến, và đặc biệt là ngọn gió của Đức Thánh Linh thổi vào lòng chúng con. Ngài đã chờ đợi chúng con từ trước muôn đời, đến kỳ đã định, Chúa dẫn chúng con vào trong các lẽ thật của lời Ngài. Ngài có hứa với chúng con rằng Ngài sẽ ghi tạc lời của Ngài trong lòng chúng con và trong trí khôn. Vì chúng con biết rằng luật pháp của Thánh Linh sự sống là luật pháp Ngài sẽ ghi vào trong lòng chúng con. Nhưng Ngài cũng ghi luôn cả luật pháp văn tự là luật pháp dành cho tâm linh chúng con cai trị xác thịt mình. Bởi cớ đó, chúng con cầu xin Thánh Linh Ngài mở trí cho chúng con, hầu cho chúng con hiểu được giá trị của luật pháp Ngài và tôn trọng luật pháp đó và vâng phục làm theo. Nhờ đó mà chúng con được sống, được phước hạnh cho xác thịt này, và đồng thời cũng là cho chúng con được tự do cho tâm linh mình thờ phượng Ngài. Ngài ghi tạc lời của Ngài trong lòng chúng con đã là luật pháp của Thiên Đình sự sống cho tâm linh của chúng con, là tâm linh mà Chúa dựng nên bởi hơi thở của Ngài, và cũng bởi đó mà Chúa gọi chúng con là dân thầy tế lễ nhà vua. Lạy Chúa, thầy tế lễ là chức vụ luật sư trong nước Đức Chúa Trời. Xin Chúa đào là đấng tạo tạo chúng con, xin ghi tạc lời Ngài trong lòng chúng con giờ này, và nhờ sức toàn năng của Chúa, chúng con có thể cai trị xác thịt mình để làm theo luật pháp của Ngài, hầu cho ý của Chúa được nên trên cuộc đời của chúng con, và nước của Cha được đến trên đất này cũng như ở trên trời vậy. Thì giờ này xin Chúa sức giờ ban ơn để nhớ ơn của chính Ngài, con thắng được sự yếu đuối của xác thịt mình, sự yếu kém bất toàn của xác thịt này, hầu cho con được giản dĩ giảng những điều con đáng phải giảng, hầu cho người giảng người nghe thấy đều được ơn trước mặt Ngài vậy. Chứ con dâng thì giờ còn lại trong tay Ngài cai trị và ban phước cho. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp các là thật trong sách Giăng bài thứ 89. Nhờ ơn Đức Thánh Linh mà người ta mới đến được với lời của Đức Chúa Trời. Thì tên nền tảng là sách Giăng đoạn 6 câu 59 đến 66. Đức Chúa Jesus phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Capernaum. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng: lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Jesus tự biết môn đồ làm bàng về việc đó, bèn phán rằng: điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ý chi. Nhưng lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Jesus biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng: chính vì cơ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ơi tới được cùng ta. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Chúng ta biết là kể từ khi Adam phạm tội ăn trái cấm tại nơi vườn Ê-đen thì tâm linh của loài người bị mất quyền quản trị xác thịt mình. Và đó có nghĩa là kể từ khi xác thịt loài người ăn trái cây biết điều thiện điều ác, thì bây giờ con mắt của xác thịt được mở ra và nó bắt đầu tự cai trị xác thịt của nó theo ý muốn của nó, theo cái khả năng nó nhận được, mà nó nhận biết được cái điều gì tốt cho nó, điều gì là không tốt cho nó, và nó không để cho tâm linh của nó cai trị nó nữa. Và cho đến tận ngày nay, loài người trong thế gian vẫn tự cho rằng trí khôn của họ đã cai trị họ và họ không nhận biết tâm linh của mình. Chứ khi họ nói đến loài người ấy là họ nói đến xác thịt của loài người, chứ họ không nhận biết rằng chứ loài người nó là Adam, mà Adam là tâm linh của loài người ra từ hơi thở của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem lời Chúa chép ở trong thư Thăng thứ nhất đoạn 5 câu 18-20. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hắn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Jesus Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Khi Adam phạm tội ăn trái cấm thì Đức Chúa Trời phán xét cả xác thịt và tâm linh, và sự phán xét của Chúa là công bình. Mà kể từ khi Adam bị phán xét như vậy, xác thịt loài người không còn chịu dưới phục quyền của tâm linh mình nữa, và chính bởi cơ đó xác thịt làm theo ý muốn của ma quỷ, mà xác thịt vẫn không biết rằng mình làm theo ý muốn của ma quỷ, mà người ta vẫn tự cho rằng đó là tự họ nghĩ ra họ làm ra như vậy. Vì thế ngày nay làm thế nào để có thể phân biệt được ai là người thuộc về Đức Chúa Trời và ai là người thuộc về ma quỷ? Vì thế gian không tin có ma quỷ, và người ta vẫn tự cho rằng loài người vốn tự nhiên mà có ở trên trái đất này. Chúng ta phải hiểu biết tất cả những điều gì thuộc về chúng ta, không phải để chúng ta yên tâm, không phải để chúng ta nhận biết điều đó để chúng ta vui mừng theo Chúa mà thôi, mà chính chúng ta nhận tất cả những điều đó để trang bị cho chúng ta, vì lời Chúa là sự sáng và chúng ta là cái đèn. Vậy thì khi chúng ta nhận biết sự sáng đó, chúng ta phải soi rõ tất cả những gì mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa đó. Trước hết là bảo vệ mình, vì khi ngọn đèn được soi sáng ra thì ngọn đèn được bảo vệ bởi sự sáng đó, nhưng đồng thời có soi sáng cho người khác nữa, vì Chúa Giêsu đã phán chúng ta là sự sáng của thế gian.
Nên chúng ta phải nhận biết điều này để sẵn sàng trả lời hoặc là chỉ dẫn những người chưa biết. Người ở trong thế gian này không tin rằng họ có linh hồn. Vì thế cho nên khi người ta nói loài người, người ta nói về xác thịt loài người chứ không nói về linh hồn. Và là người không biết Adam chính là tâm linh của mình. Nên ngày nay người ta khi nói chuyện Adam, người ta vẫn nói là con người đầu tiên, ám chỉ là Adam ăn chay cấm. Nhưng họ không nhận biết rằng khi nói Adam là nói là tâm linh của chúng ta. Chính vì sự thiếu hiểu biết về thành phần cấu tạo của con người và nền tảng chắc chắn của con người, tức là nền tảng thật đó, cho nên loài người trong thế gian này bị ma quỷ lừa dối. Chúng ta biết rằng sự thiếu hiểu biết vô cùng nguy hiểm. Nó khiến cho người ta bị thất bại, khiến người ta có thể chết, khiến người ta bị hủy diệt vì cớ thiếu sự hiểu biết. Bởi vì khi người ta thiếu hiểu biết như vậy đó, miệng người ta nói ra, ma quỷ biết rằng người đó không hiểu biết, ma quỷ sẽ lừa dối họ. Nó đã lừa được loài người rằng không có ma quỷ. Và chính bởi cái đó nên người ta không phòng bị. Và chúng ta phải nhận biết được cái công việc của Đức Chúa Trời tạo được chúng ta. Và ma quỷ là ai, thiên sứ là ai? Lời Chúa đã phán rằng khi một người được sinh ra ở trong xác thịt này, thì khi ở trong lòng mẹ thì người ta đã bị bán cho tội lỗi rồi. Như vậy thì khi người ta bị bán cho tội lỗi, khi nói tội lỗi tức là nói đến ma quỷ, là kẻ phạm tội từ lúc ban đầu. Thì khi người ta được sinh ra trên đất này, người ta vẫn nghĩ là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Người ta đổ lỗi cho Đức Chúa Trời là cái tính nết của con cái người ta đó do Đức Trời sinh ra. Bởi đó chúng ta nhìn vào công việc của ma quỷ hành động cho các trẻ em. Mặc dù chúng ta là người yêu mến Chúa, sinh con cái chúng ta ra có được phước thật, nhưng mà có những cái điều nó xảy ra ở trong xác thịt của nó, theo tội lỗi của Adam vẫn còn ở trên đó. Thì khi chúng ta thấy hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, bình thường đang chơi với nhau, tự dưng đứa bé tát thằng bé kia, bằng một cái bà tài cướp đồ chơi của nó, giật cho nó. Điều này là cha mẹ không dạy nó, vì nó còn quá nhỏ, nó chưa hiểu biết được vấn đề đạo đức con người hay là trách nhiệm của người với người này với người kia. Nó làm theo cái bổn tánh của nó, nó làm theo cái điều mà nó bị bán cho tội lỗi từ khi còn trong bụng mẹ rồi. Đó là công việc của ma quỷ. Bởi cớ tội lỗi của Adam đã truyền lại ở trên đó. Bởi cớ đó nên Đức Chúa Trời đã mang lại cho chúng ta ở trong Sáng Thế Ký đoạn 8 chỗ này: nếu như đất còn thì mùa gieo giống, mùa gặt hái, nắng mưa, mùa hè, mùa đông không bao giờ tuyệt diệt được. Điều đó có nghĩa là cho dù chúng ta yêu bên Chúa đến đâu, hội thánh Chúa tăng trưởng đến mức độ nào, thì khi một người được sinh ra ở trong xác thịt thì cái người đó vẫn phải được dạy luật pháp cho. Và Chúa mang lệnh cho dân sự của Chúa là phải dạy luật pháp cho con cái của mình từ khi nó còn trẻ, trẻ thơ đó. Hầu cho khi trở về già nó không lìa khỏi con đường đó. Trên chúng ta phải dạy các con cái chúng ta đường lối của Chúa. Tôi lấy làm lạ vì khi tôi mang được cuốn băng video hội thánh Nemi tổ chức lễ tạ ơn, các em thiếu nhi của hội thánh Nemi báo cáo công việc học tập, các em trả lời rất giỏi về những câu gốc, các em đã thuộc một thủ rất là dài và em nói rất nhiều về lẽ thật đó. Mấy vị truyền đạo ở bên thành phố Houston đó, ôi con nít mà nhồi nhét tư tưởng của nó. Tôi bảo thế nào gọi là nhồi nhét? Kinh thánh nói gì chúng ta phải dạy con trẻ chúng ta? Chúa cho chúng ta biết là lời của Ngài là thần linh và sự sống. Xác thịt chúng ta nó là con nít hay là nó là người già không có ý nghĩa gì trong thiên đàng cả. Nhưng cái chính là tâm linh của người ta ở trong đó là cái phần quan trọng. Chúa muốn dạy cho tâm linh của người ta. Tâm linh nó không có tuổi, vì nó có từ trước trong Đức Chúa Trời rồi. Đến kỳ đã định thì Ngài khiến ở trong thân thể đó và để được dạy dỗ luật pháp của Đức Chúa Trời. Vậy thì khi chúng ta giảng luật pháp của Đức Chúa Trời cho bất cứ ai đó thì đừng bao giờ căn cứ vào khả năng nghe hay khả năng nhìn hay là cái khả năng hiểu biết của con người đó đối với lời Đức Chúa Trời. Chúa không bảo điều đó. Vì hạt giống của Chúa là giống không hề hư nát. Nhưng của chúng ta là gieo. Nếu Chúa bảo chúng ta giảng thì chúng ta cứ giảng. Giảng là gieo. Phần còn lại là Đức Chúa Trời làm cho hạt giống đó được lớn lên ở trong lòng của người ta. Chúa dạy cho tâm linh của người ta chứ không phải cho xác thịt mà thôi. Khi tôi ra ngoài ruộng nghĩa để làm chứng cho cái gia đình đó, cái người anh cả trong gì nói là: anh Thành ạ, chỗ anh em tôi nói thật nhé, cái này khó lắm đấy, tôi biết mấy gia đình đó là khó lắm đấy. Tôi bảo xin lỗi, tôi không biết họ từ trước đến giờ và tôi không có tin là khả năng xác thịt của tôi có thể khiến họ phục đạo Chúa để họ tin. Nhưng tôi tin một điều là nếu Chúa đã sai tôi đến thì Ngài đã sẵn tấm lòng của họ để lời của Chúa được gieo vào và chính Ngài cứu họ chứ không phải là tôi. Thế anh ta im lặng và cảm ơn Chúa. Hôm đó lần đầu tiên của đời anh ta, anh nhận biết rằng mọi nhận định người ta là sai. Sau 3 tiếng đồng hồ tôi làm việc đó, cả hai gia đình gần 10 người đó đều hạ mình xuống cầu nguyện tiếp đến Chúa và phá hủy công việc của ma quỷ trong gia đình họ và cầu nguyện chúc phước cho toàn bộ mọi thứ trong gia đình họ. Như vậy lời của Chúa có quyền năng khi gieo vào lòng của người ta, chính Thánh Linh khiến sống lại trong lòng người ta. Nên ta thấy lạ lùng khi nhìn vào công việc của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy học theo Ngài. Chúa Giêsu cứ đi và Ngài biết rằng rất nhiều người ở bên đường đó có nhu cầu để cần được chữa lành, nhưng Ngài không hỏi thăm họ. Ngài cứ đi thôi.
Nhưng có một người kia người ta mù, thế ồn ào có hỏi lại, này chuyện gì đấy? Bà, có một tiên tri ở Nazareth đi ngang qua đây, tên ngài là Giê-xu. Người mù đó la lên, hỡi Giê-xu con vua David, xin thương để tôi cùng. Tâm linh của ông ta sáng, là bởi vì trong tâm linh người ta, thánh linh khiến cho tâm linh người ta nhận biết được đấng cứu thế đã đến. Thì trong bài trước Chúa Jesus đã phán là nếu chẳng bởi cha ta kéo lại thì không ai đến được cùng ta. Nhưng vì rõ ràng là Đức Chúa Trời biết rõ ai là thuộc về Ngài. Mặc dù cả thế gian đều thuộc về Chúa, nhưng Ngài biết rõ ai là người muốn được trở về với Ngài. Chính Ngài biết rõ tấm lòng người ta và Ngài khiến người ta nhận biết được lời của Đức Trời và nhận được. Thế vì chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là giống như người gieo mạ vậy đó. Người gieo mạ là chỉ việc là gieo làm sao cho đều và không để nó gãy cái mộng, phải gieo xuống cái ruộng đó. Còn việc lớn thì không lớn lên là đấng tạo được hột giống đó chịu trách nhiệm. Họ tin mức độ như vậy, chúng ta cũng vậy. Vậy nhiệm vụ chúng ta là giảng, là chúng ta gieo bởi đức tin mà giảng ra. Còn việc chúng ta nhận định ai sẽ tin, ai không tin, không phải thẩm quyền chúng ta. Thì có rất nhiều người tưởng rằng người đó sẽ tin thì lại không phải. Có người tưởng rằng sẽ không tin đâu thì nó lại tin. Vì đó công việc là lòng của Chúa. Ở trong bài này Chúa dạy chúng ta, chính bởi cớ là người vì thiếu hiểu biết về cái cấu tạo của mình, thân phận thật của mình, nên người ta để cho ma quỷ lừa dối. Và khi bị ma quỷ lừa dối rồi thì người ta sẽ đi theo sự dẫn dụ của ma quỷ và làm theo ý muốn của ma quỷ và sẽ bị hư mất đi. Chúng ta xem Phaolô nói gì về điều này. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã dắt tôi đến sự chết, vì tội lỗi đã nhân dịp dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là tội lỗi làm cho tôi chết. Hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Và chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi vì tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm chọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Vì bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong chi mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hê trên này? Roma đoạn 7 câu 9 đến câu 24. Khi nói luật pháp Đức Chúa Trời là nói luật pháp văn tự. Phaolô là người Benjamin, là người Hebrew, là người có trình độ hiểu biết về luật pháp. Ông biết luật pháp của Chúa là tốt lành, nhưng không có quyền làm cho chọn. Mặc dù ông là người Pharisee, ông cố gắng đạt tới đỉnh cao của hàng giáo phẩm, nhưng mà khi ông nói với Timothée, ông là trong tất cả kẻ phạm tội ta là đầu, thì điều đó có nghĩa là ông làm chứng thật, bởi vì ông bị bán cho tội lỗi rồi. Ông biết điều đó là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng mà vẫn bị. Tại sao? Vì ma quỷ nó lừa dối, nó không sao đâu, cái tội này không sao đâu, ăn năn rồi Chúa tha. Nên có rất nhiều người ngày hôm nay đã giảng theo cách này. Họ nói như thế nào? Ôi Chúa, chúng ta yêu thương lắm, cho dù chúng ta phạm tội đến đâu Ngài cũng tha. Có một người họ nói này, cho dù chúng ta cố ý phạm tội, nhưng nếu ta ăn năn Chúa vẫn tha. Tôi giật mình luôn, không biết ông ta học lý đó ở đâu. Khi tôi sang Michigan, người cha tục linh của tôi là một sư Ga Kha người Đức. Khi ông mời tôi giảng răng đoạn 15, giảng xong lấy xe ông trên đường trở về mà thành à, nếu còn giảng như vậy thì ai được cứu? Lời Chúa nói nếu ta ăn năn tội lỗi mình thì Ngài là đấng thành tín thứ tội mọi tội chúng ta mà. Cho nên như bà có những tội đến nỗi chết đã được ban cho đã thật rồi, hưởng cái phép đời sau rồi mà quý phạm tội, tức là phá hủy đền thờ. Trong Hebrew đoạn 6, Hebrew đoạn 10 rất rõ điều đó. Bác đừng chỉ giảng câu đoạn ân điển này mà bỏ qua những cái luật pháp nguyên nghiêm trọng, nó điều kiện để chúng ta ràng buộc đó. Ông nhún vai. Rồi sau đó tôi hiểu lý do tại sao. Tại sao người ta yêu mến ông ta? Là bởi vì ông ta giảng dĩ hòa vi quý, giảng theo cách mà người ta thích nghe. Ông tránh sự động chạm đến. Và bởi cái đó để ở trong hội thánh ở đó, tôi thấy có rất nhiều đôi vợ chồng mà không hề kết hôn. Họ vẫn ở với nhau, họ vẫn thờ phượng Chúa, cũng nên cầu nguyện, cũng nên đặt tay, cũng nên đỡ người ta. Và thế là làm lạ, người ta hâm hầm như vậy đó. Vì kinh thánh chết là bởi đức tin của người ta như vậy, nên người ta chỉ tin đến đó thôi, nên thánh linh không thể can thiệp được. Mặc dù Ngài có quyền, nhưng Ngài không thể can thiệp được. Nhưng Chúa muốn chúng ta giảng lời của Đức Trời cách chính xác để bảo vệ linh hồn của người ta, mà đặc biệt là để cho lời Chúa được vững lập.
Ê-sai đoạn 48 câu 4 đến câu 9 chép: Hỡi Israel, vì ta biết ngươi cứng cỏi, gãy ngươi là gân sắt, chán ngươi là đồng, nên ta đã phán những sự đó từ xưa, đã dạy ngươi về những sự đó trước khi chưa đến. Kẻ ngươi nói rằng ấy là thần tượng ta đã làm nên, tượng tràm hoặc đúc của ta đã dạy biểu mọi điều đó. Ngươi đã nghe rồi, hãy thấy mọi điều đó, sao ngươi không nói phô đi? Từ nay về sau ta tỏ ra những sự mới, là sự kín nhiệm ngươi chưa biết. Bây giờ những sự đó mới được dựng nên, không phải ngày xưa đã có. Trước ngày này ngươi chưa biết chi hết. Kẻ ngươi nói rằng, này, ta biết sự đó rồi. Không, thật ngươi chưa từng nghe, chưa từng biết. Tai ngươi chưa mở ra, vì ta biết ngươi làm gian dối luôn. Từ trong lòng mẹ đã được gọi là bội nghịch. Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta, vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đang không hủy diệt ngươi. Qua lời Chúa chúng ta biết là từ trong bụng mẹ đã được gọi là bội nghịch rồi, tức là hoài thai trong tội lỗi. Nước Mỹ là một nước phải nói là tự do rất là nhiều, chính vì sự tự do đến nên tội lỗi cũng gọi lại nhiều nhất. Nó nhiều là bởi vì chúng ta có thể nhìn vào con số những người gọi là single mother, tức là những người phụ nữ không có chồng mà có con đó, nhiều lắm. Tại vì họ có cái bảo vệ nhân quyền, tức là khi một đứa trẻ sinh ra đó mà không có cha thì chính phủ sẽ trợ cấp. Như vậy nếu một người mẹ kia mà có 5 người con mà không có chồng đó thì khỏi phải làm, vì chính phủ trợ cấp 5 đứa con đó và người mẹ đó ở nhà mà ăn tiền trợ cấp đó nuôi các con, khỏi phải làm. Nhưng mà người ta không hiểu rằng chính cái sự trợ cấp đó đã làm lũng đoạn con người ta, để người ta lợi dụng sự rộng rãi của chính phủ đó để người ta phạm tội. Và đất nước Mỹ càng ngày càng sa đọa vào tội lỗi, bởi vì cái tội ác hành động ở trong con trẻ đó càng ngày càng gia tăng. Trong một gia đình có 5 đứa con là 5 người cha khác nhau, mang 5 loại tội khác nhau lũng đoạn ở trong gia đình đó. Và chiến tranh xảy ra ở trong gia đình đó. Và khi đứa trẻ lớn lên thì trong học đường bạo lực đã xảy ra, vì chúng phải tự bảo vệ lấy mình đối với những đứa trẻ khác. Và quyền lực ma quỷ hành động, bởi vì cái sự sinh ra của đứa trẻ đó là công việc của sự rủa xả. Ma quỷ hành động trên kẻ phạm tội đó, và đứa con sinh ra là phong trái của ma quỷ, và đứa trẻ sinh ra làm tôi mọi cho ma quỷ mà không biết. Và chính bởi cái đó nên bạo lực học đường ở Mỹ, tội phạm tuổi trẻ ở Mỹ là gia tăng rất nguy hiểm. Nhưng người ta không nhận biết điều đó. Người ta chỉ nói nhân quyền mà không nhận biết rằng cái quyền quan trọng nhất là tâm linh của người ta được quyền quản trị xác thịt mình, chứ phải xác thịt quản trị tâm linh. Chúng ta có thể nhìn vào công việc của người ta mà nhận biết được ai là con cái của ma quỷ và ai thuộc về ma quỷ, và ai là con cái Đức Chúa Trời và thuộc về Đức Chúa Trời. Như cái thánh chép trong sách Galati đoạn 5 câu 16 đến 25 này: Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thánh linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh, thánh linh có những sự ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví mà anh em nhờ thánh linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp, và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cái lấy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ thánh linh mà sống thì cũng hãy bước theo thánh linh vậy. Lời Chúa Jesus cho chúng ta biết là thế gian không nhận biết được thánh linh, nhưng mà các môn đồ của Chúa được nhận biết. Vì thực tế ra Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, là thần linh tối cao. Một người nào không bởi Đức Linh mà ra thì không thể nhận biết Ngài được, không thể hợp với Ngài được. Chúng ta thấy ngày nay có rất nhiều loại dung dịch, nhưng khi ta đổ lẫn vào nhau nó không kết hợp với nhau, trông rất giống nhau. Ví dụ chúng ta để một cái lòng trắng trứng vào cái ly kia, ta rót nước lên, ta thấy cái ngấn nó cách biệt nhau. Ở dưới thì lòng trắng trứng, ở trên là nước, trông trong veo nhưng nó không kết hợp với nhau. Hoặc là dầu, hoặc là xăng chẳng hạn, nó là dung dịch nhưng mà nó không phải cùng một chất, nó không kết hợp với nhau được. Thế thì tâm linh chúng ta ra từ Đức Chúa Trời, nhưng có rất nhiều người không thể theo thánh linh được là bởi vì điều gì? Ở trong bài ngày hôm nay Chúa dạy chúng ta, Chúa Giêsu đã đến để giảng lời Đức Chúa Trời. Và tại trường án của Philát, Chúa phán rằng là vì sao ta đến và vì sao ta đã sanh ra, ấy để làm chứng cho lẽ thật. Hai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng ta. Như vậy có nghĩa rằng lẽ thật là Đức Thánh Linh, mà tâm linh chúng ta là ra từ Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh trong tiếng Hebrew là Ruach, có nghĩa là thể khí, là gió. Và chúng ta bởi hơi thở Đức Trời mà được dựng nên. Tức là Ngài san sẻ chính Ngài cho chúng ta, thành chúng ta ở trong cái khuôn Ngài đã định chúng ta đó. Và chúng ta được hạn chế trong cái bình khuôn đó. Như vậy chúng ta thuộc về Ngài, nên nghe được tiếng Ngài và có thể hiệp một được với Ngài. Nhưng mà tại sao người ta không nghe được tiếng của Ngài? Ấy là bởi vì nó chịu chấp nhận làm tôi mọi cho xác thịt.
Nhưng có những người ở trong thế gian, họ vẫn tin rằng họ có linh hồn, họ không chấp nhận những gì mà xác thịt làm đó là đúng. Mặc dù họ không có thể chứng minh được làm thế nào để mình thoát được ra, nhưng họ tin rằng linh hồn có. Và những kẻ như vậy đó rất dễ nghe được tiếng của Thánh Linh. Khi có kỳ mà người ta được nghe lời của Đức Trời đó, họ tin ngay. Nhưng có những người thì không, là bởi vì người ta thích những gì mà xác thịt đang có. Nên khi mà nghe tiếng của Chúa được công bố qua lời Đức Trời, họ không chịu chấp nhận. Bởi vì họ thích điều ác, họ thích những gì mà xác thịt họ làm. Và chúng ta biết là khi người ta thích điều gì đó thì tất cả mọi sự bách bảo của người khác về những điều mà người ta biết là tốt đó, cho kẻ mà không thích nghe đó, nó không nghe được. Ví dụ một người ở miền Bắc rất thích ăn phở, đó, bây giờ vào trong trong miền Trung mà thấy bún mắm, ngửi thấy cái mùi đã khó chịu rồi, là không tin nó ngon nữa. Còn nếu một người nào đó ở miền Bắc mà thấy cái trái thị mà rất là thơm, mà vào miền Nam đứng trước một cái trái sầu riêng nó xù xì kia, cái mùi nặng như vậy đó, thì không bao giờ người ta tin rằng cái trái đó ăn sẽ ngon cả. Là vì người ta định kiến in chí trong đầu của mình rồi, lên cái nhìn, nghe, và ta không tin đâu. Cũng có thể như vậy, có rất nhiều người đã bị nhồi sọ bởi sự lừa dối của ma quỷ, và bởi cớ người ta tin vào điều người ta đã vu cáo, ta dẹp lên, vu cáo đạo tin lành. Nên khi nghe đến tin lành là người ta nói đấy là đạo dụ, đạo của Mỹ, người ta không cho điều đó là tốt. Cho đến khi họ nếm được đạo thuật của Chúa, bây giờ họ mới biết đó là điều tốt. Còn bằng chẳng thì họ không thể tin được. Và chính bởi cái đó nên chúng ta là người đã tin Chúa phải hiểu biết được tất cả những điều gì mà Kinh Thánh chép về mình. Mình hiểu biết cách chắc chắn để có lý luận lập luận chắc chắn để sẵn sàng giải thích cho những người muốn biết đạo của Chúa hoặc những kẻ muốn bắt bớ đạo Chúa. Chính chúng ta là người phải vững vàng để chỉ cho người ta biết. Hầu cho khi người ta hiểu biết rồi đó thì chính tâm linh của người ta nhận biết những lời đó là nói về mình, là của cha mình. Nó sẽ trỗi dậy để đấu tranh với xác thịt của chính họ để quay trở lại với Chúa. Tất cả sự thuộc về tội lỗi đều là công việc của ma quỷ. Vì ma quỷ là kẻ phạm tội từ lúc ban đầu, và chúng là kẻ cám dỗ là người xa vào tội lỗi. Nên trong Kinh Thánh, Phao-lô không nói đến ma quỷ mà nói đến tội lỗi. Khi nói tội lỗi thì nói về ma quỷ, như Chúa Giêsu đã phán xét người Giu-đa mà bắt bớ ngài đó. Chúa phán họ là con cái của ma quỷ thì là công việc của cha mình, vì nó là kẻ phạm tội từ lúc ban đầu. Khi nói tội lỗi là nói đến ma quỷ. Tâm linh của loài người vốn thuộc về Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời dùng hơi thở của ngài để tạo lên loài người theo hình tượng của chính ngài. Và tâm linh của loài người vốn thuộc về Đức Chúa Trời nên mang bổn tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời. Còn thân thể xác thịt của loài người vốn bởi bữa đất mà ra, và đặc biệt là khi nó ăn cái trái cây biết được thì ác, thì khả năng nó là vào trong thân thể rồi, thì bắt đầu nó hành động cũng giống như khi chúng ta có máy vi tính. Lúc đầu nó không có chương trình gì cả, bật lên nó chỉ lên màn hình xanh mà thôi. Nhưng khi chúng ta cài các phần mềm vào nó rồi thì có nghĩa là nó nhận được khả năng của các phần mềm đó, và bây giờ nó hành động theo phần mềm đó. Nó có thể tiếp nhận phần mềm này hay là chống phần mềm này do cái phần mềm người ta đặt vào cho nó, cai trị nó. Thì cũng có thể như vậy, là khi xác thịt này được hưởng cái trái phân biệt điều thiện ác, mà thiện ác đây có nghĩa là tốt và không tốt. Cái tốt và không tốt đây là theo cách của Đức Chúa Trời thì là công bình. Thì khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta mới phát hiện là những gì ở trong thế gian đang làm đó nó nghịch lại bổn tánh của Chúa. Nhưng mà những người không biết Chúa đó thì cái tốt của họ là không làm mà hưởng là tốt. Mình không làm mà cướp được của người ta, dùng mẹo cướp được người ta, ấy là tốt. Bởi vì nó không được làm, nó không phải làm mà nó lấy được đồ của người ta thì đó là tốt. Nhưng nó không biết rằng cái tốt của đó là cái mầm mống của sự tiêu diệt nó. Đấy, đến kỳ nó sẽ phải trả người ta đó. Đối luật pháp của Chúa đó, thì cái tốt đối với họ là gì? Làm theo luật pháp của trời. Trong khi người ta làm theo luật pháp của trời, thì những người khác là sao mày khờ thế? Sao mày dài thế? Ở đây qua nhìn thấy đâu mà tao không lấy đi. Nhưng mà có người bề trong chúng ta nhận biết là pháp của Chúa tốt lành mà không thể làm điều đó là không tốt. Bởi vì nếu ta làm điều đó có nghĩa là ăn trộm, mà ăn trộm thì là con cái của ma quỷ cầm buộc, và như vậy chúng ta sẽ chết. Thì chúng ta nhận định cái tốt đó theo bổn tánh thánh khiết công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên khi xác thịt đã được ăn khả năng phân biệt điều thiện ác trong mình rồi, thì nó có khả năng nhận biết điều thiện điều ác theo điều gì mà tâm linh nó cai trị. Nếu tâm linh không cai trị được thì ma quỷ sẽ cai trị xác thịt. Mà khi ma quỷ cai trị xác thịt thì sẽ đưa người ta vào cái điều nó muốn. Ví dụ công việc đầu tiên là của Cain là gì? Dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi nó thấy của lễ của Abel là em mình nó dâng lên thì Đức Chúa Trời nhậm, của mình không được nhậm. Ma quỷ rót vào lỗ tai của Cain là mày thấy chưa? Đáng nghĩa là của lễ của mày là được Đức Chúa Trời nhậm rồi, nhưng mà vì thằng em của mày nó cướp cái phần phước đó rồi đó. Nếu như không có nó đấy thì mày dâng là Chúa nhận rồi. Nó gieo vào cái tư tưởng ích kỷ đó và khiến Cain ra ừ đúng đấy, tại vì nó đấy. Và Cain âm mưu giết em mình đi vì cho rằng nếu nó chết thì tốt cho mình, bởi vì không ai tranh của mình được nữa. Nhưng mà cái tốt vốn có ở trong xác thịt đó được lợi dụng theo cách của ma quỷ mà không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Do vậy chúng ta cảm tạ Chúa một điều, khi Chúa đến để ban cho ta chi khôn của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh vừa chép đó,
thì chúng ta bắt đầu nhìn công việc chúng ta làm đó qua khả năng phân biệt được thiện ác, nhưng theo cách của Đức Trời, không theo cách của ma quỷ nữa, thì chúng ta sẽ nhận được phước hạnh của Đức Trời ban cho. Như vậy khả năng phân biệt điều thiện ác không phải là tội lỗi, nhưng cách sử dụng sai đi sẽ khiến người ta vào sự chết. Nếu chúng ta cảm tạ Chúa về Đức Trời chúng ta là đứng tốt lành, cây biết được thiện điều ác ở trong vườn Ê-đen nó là cây tốt, nhưng hành động vi phạm bằng lệnh của Đức Trời mới là tội lỗi và khiến người ta không sử dụng được khả năng đó theo cách của Đức Trời nữa. Lệnh của Đức Trời có chép về sự cai trị của ma quỷ trên xác thịt của người, bởi chính xác thịt đã chịu phục dưới quyền của nó. Ở đây chúng ta biết là khi Adam nghe theo lời vợ ăn chay cấm, còn Eva thì nghe theo lời của ma quỷ ăn chay cấm. Như vậy thì tất cả hai người, cả Adam và Eva đều chịu phục dưới xác thịt của mình. Và chính bởi cái đó nên ma quỷ đã hợp pháp cai trị xác thịt của người ta. Roma đoạn 6 câu 16 chép: anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Đây là một cái chìa khóa tưởng chừng rất đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng. Chúng ta biết rằng khi các thiên sứ đồng lõa với Lucifer bị Đức Trời đuổi ra khỏi thiên đàng thì họ không còn là thiên sứ nữa mà gọi là ma quỷ, là Satan. Và bây giờ chúng ở đâu? Chốn không trung. Nhưng khi mà ma quỷ đã lừa dối được loài người phạm tội thì bây giờ ma quỷ hợp pháp xâm nhập vào thân thể xác thịt của người ta. Và bây giờ ma quỷ bắt đầu di trú từ trong chốn không trung đó vào trong xác thịt của những người mà chúng lừa được. Bất cứ một người nào bị ma quỷ lừa thì người đó sẽ làm tôi mọi cho quỷ đó. Nếu một người kia cho rằng một lời nói dối đơn giản, ví dụ như là con ở nhà tí mẹ đi chợ về mẹ mua quà cho, mục đích chẳng phải để nói dối con đâu, nhưng mà nói với nó để nó yên, nó không khóc, để nó khỏi theo mình. Nhưng mà khi đi chợ rồi được về quên không mua quà cho nó, như là phạm tội nói dối. Mà khi phạm tội nói dối thì có nghĩa là quỷ nói dối hợp pháp cai trị người đó rồi. Và khi một quỷ đã được cai trị cái người đó rồi, nó không ở một mình đâu, nó tìm một cách để móc nối để khiến cho các quỷ khác đó vào thêm. Một lần nói dối không sao, nói dối lần thứ hai rồi từ đơn giản đến cao hơn, nặng hơn, nghiêm trọng hơn, rồi các thứ tội khác nữa. Và mỗi một tội phạm đó thì một linh của cái tội đó liền vào trong người ta. Chúng tôi được học một khóa luyện về những cái quyền lực của ma quỷ, tìm ra trên 600 loại tội, tức là 600 loại tà linh có cái tên riêng của nó. Nhưng mà chúng ta các con đừng cần biết cái tên của nó làm gì cả, bởi vì cái tên của nó ưu quyền là bổn tánh của nó. Linh nói dối là nó nói dối, linh ô uế là nó ô uế. Nhưng mà nếu một người nào nó phạm cái tội nào thì cái linh cái chịu cái tội đó sẽ vào trong người ta. Nên bởi cái đó nên chúng ta thấy được có hàng ngàn cái tà linh ở trong người ta. Bởi vì chúng ta biết rằng một cái bình oxy, người ta nén vào cái bình nó khoảng 20 lít nước thôi, nhưng nếu khi nén khí vào có thể tới 200 lít khí có thể nén vào bình đó. Nên chúng ta thấy có người bị quỷ ám tới 5.000 tà linh vào trong nó. Và khi chú đuổi nó ra thì nó nhập vào bầy heo, có tới 5.000 con heo nó nhảy xuống biển. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ma quỷ khi lừa được ai đó thì nó sẽ cầm buộc cái đó. Như vậy thì chúng ta phải cẩn thận về tất cả mọi điều vì lời Chúa là nguyên tắc. Khi Chúa đã phán và người ta vi phạm thì ma quỷ sẽ hợp pháp cầm buộc cái ta. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến 13 chép: còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn công chung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bản nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số đó. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, đến đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài đã bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sẵn sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vậy anh em theo xác thịt là người ngoài, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dựa vào giáo ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước xa cách, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được lại gần rồi. Khi ma quỷ bị đuổi ra khỏi thiên đàng ở chốn không trung, và rất biết ở chốn không trung thì chẳng có điều gì thú vị cả. Đây là một sự trừng phạt của Đức Trời đối với cái thiên sứ phạm tội này.
Và khi ma quỷ lừa loài người thì chúng bắt đầu di trú vào trong thể tạng. Chúa mách bảo chúng ta qua từng câu chuyện một. Ví dụ khi Chúa nói về một người kia, khi được giải cứu, khi tà ma ra khỏi cái người đó, nó đi dông đi dài để tìm cái nơi nào cư trú, nhưng không tìm được. Điều đó có nghĩa là ma quỷ tìm nơi cư trú, mặc dù Chúa cho chúng nó ở trong Chúa công chung, nhưng ma quỷ vẫn luôn muốn ở nơi cư trú. Đặc biệt ma quỷ rất thích sống ở trong xác thịt, và có những nơi mà nó cần sự cư trú, ví dụ nơi đình chùa miếu mạo lăng tẩm những xác chết, nghĩa là nó cần cái nơi cư trú. Tại sao như vậy? Là bởi vì bổn tánh của Satan là rất gian ác. Satan không bao giờ để một thiên sứ nào trội hơn hắn, các chị cả. Hắn trừng phạt tất cứ một thiên sứ nào không chịu vâng phục hắn. Và trong số 1/3 thiên sứ bị đuổi ra ngoài thiên đàng đó, không phải tất cả các thiên sứ bị đuổi ra đó đều vâng phục Satan đâu. Nhưng chỉ vì nghe và gật đầu với Satan về cái điều nó suy khiến thôi, lại bị đuổi ra khỏi rồi. Nên có rất nhiều ma quỷ ẩn náu những nơi mà có thể ẩn náu được. Ví dụ ở những nơi năng tẩm, những nơi như vậy, tháp Ai Cập, hay là những cái nơi mà ta xây dựng những cái năng tẩm người chết đó, người ta cung bái đó, ma quỷ ở đó luôn. Nó có một nơi hợp pháp, nó ở đó. Tại sao? Tại vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là ở trong vườn Eden khi trời ban phước cho loài người, thì các con vật, mọi vật thọ tạo ở nơi trái đất đó đều thuộc dưới quyền cai trị của Adam, tức là cai trị của loài người, trong đó có con rắn. Vì thế khi Satan bị phán xét thì nó không còn là hình con rồng nữa mà là con rắn, bởi vì không thể bằng vuốt nữa. Thế thì nó chịu phục dưới quyền của loài người. Theo luật pháp của Chúa thì nó chịu phục, nhưng mà nó lừa dối loài người, nó cai trị được lại loài người bởi sự lừa dối của nó. Ở trước mặt luật pháp Đức Trời thì nói là: Lạy Chúa, Kinh Thánh có chép rằng loài người cai trị các con vật đó mà chúng tôi là vật thọ tạo bị loài người cai trị, vậy thì loài người nói làm sao chúng tôi làm vậy. Bởi đó là khi thầy mo thì cúng đó, cúng bái kêu ríu ma quỷ làm điều này điều kia đó, nó làm ngay. Vì nếu mà Đức Trời phán xét đó, bảo: Thưa Chúa, tại sao Ngài phán xét tôi, vì tôi là vật thọ tạo và tôi là vật mà con người Chúa dựng nên để cai trị mà. Cái người đó thầy mo thì cũng sai khiến tôi thì tôi làm theo thôi. Nếu Ngài xét xử tôi, xét xử thầy mo vì nó sai tôi. Nó nói đúng. Là bởi vì theo Kinh Thánh của Chúa, Chúa phán mà, tại nơi vườn Eden có con rắn, tất cả mọi động vật đó đều phục dưới quyền của Adam. Điều đó không rút lại. Nhưng bởi vì ma quỷ đã lừa dối được loài người lên đó, cai trị xác thịt. Nó lừa cho loài người mở miệng ra để làm điều ác, và ma quỷ hành động theo điều đó và nó tấn công người ta. Bất cứ điều gì Kinh Thánh đã có chép thì đó là luật pháp, và ma quỷ luôn sử dụng luật pháp Đức Trời theo cách của nó để tiêu diệt loài người. Nếu ta đọc trong Ê-xì-chiên đoạn 4 đoạn 5, chúng ta thấy rõ ràng là ma quỷ đang sử dụng cái luật này để tiêu diệt loài người. Vì khi Chúa phán với lại tiên sĩ Ê-xì-chiên về điều mà tiên sĩ Ê-xì-chiên sẽ nằm nghiêng ở bên này hay nằm nghiêng bên kia để ăn tất cả mọi điều này được kia Chúa ban cho đó để làm hình bóng trừng phạt thành Jerusalem đó, khi ma quỷ làm điều đó y hệt như vậy. Hiện nay có rất nhiều loại tượng đã đặt xây dựng lên ở nhiều nơi, và theo luật pháp của Đức Trời đã phán trong sách Ê-xì-chiên đó, thì bất cứ nơi nào mà cái tượng nào đứng ở đâu mà giương tay về hướng nào đó, toàn bộ cái hướng đó bị cầm buộc, rất là nguy hiểm. Bởi đó rất nhiều người đã cúi đặt thần tượng và bị nó cầm buộc, bởi theo luật của Đức Trời đã phán. Vì lời Chúa là luật pháp, lời Chúa không qua đi cho đến khi Chúa bảo nó qua đi mới được qua đi, còn lời Chúa vẫn còn đó, nó vẫn còn đó. Nên người ta vào trong các cái đình chùa mà cúi lại trước thần tượng đó, cái đầu họ ngu luôn, không nhận biết Đức Trời nữa, là bởi vì nó chịu phục dưới cái thần tượng đó. Nên Chúa đã chỉ có những người là được ơn tri thức của Đức Trời mới có thể thoát được cái tai họa này mà thôi. Nên chúng ta phải hiểu rõ là ma quỷ luôn luôn núp bóng dưới con người, lừa loài người làm theo cách của nó để nó tiêu diệt loài người. Mà nếu Đức Trời cố hành động đó, là hành động trên cái kẻ đã suy khiến ma quỷ làm, nhưng kỳ thực ma quỷ suy khiến nhưng không ai nghe tiếng nó cả. Nhưng Đức Trời biết, loài người nghe rõ ràng là ông đó khấn phái như vậy đó, và ma quỷ hành động. Nên chúng ta phải hiểu rõ được lời của Chúa và hành động theo lời của Chúa, vì lời Chúa chết rồi. Và con Đức Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Điều đó có nghĩa là khi người ta công bố lời Đức Trời thì lời của Chúa sẽ hủy phá công việc của ma quỷ. Một điều quan trọng như thế này: khi Adam phạm tội và bị Đức Trời phán xét thì tội lỗi là vào trong xác thịt của loài người, và kể từ đó các con cháu của Adam đều vì cớ tội lỗi của Adam mà bị phán xét vào trong sự chết. Khi Đức Trời ban luật pháp của Ngài cho loài người qua dẫn Israel, Đức Trời cũng phán về sự thừa kế của tội lỗi chảy trên xác thịt của ta trực tiếp dòng huyết đó là 3-4 đời. Nhưng Ngài cũng nói Ngài làm ơn đến ngàn đời những kẻ yêu mến Ngài và vừa giữ cái điều răn của Ngài. Như vậy chúng ta thấy luật thừa kế phước hạnh và luật thừa kế của sự xả, hai luật có được chép trong Kinh Thánh đó. Sách Roma đoạn 5 câu 12 đến 14 chép: cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi Chúa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song Chúa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những người chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến.
Nếu chúng ta là thợ sửa chữa, đặc biệt là thợ sửa chữa máy vi tính, chúng ta hiểu rõ cấu tạo của cái máy đó, cách làm việc của máy đó, cái phần mềm đó mới phục hồi được máy. Còn bằng chẳng chúng ta không làm chi được. Nếu chúng ta nhìn vào lời Chúa, chúng ta muốn giống như là đến với Chúa cho bánh ăn ngay đó, thì chúng ta luôn luôn sẽ đến để ăn bánh mà thôi, mà không tự nấu bánh được. Chúa muốn ta nhận biết được cái nguyên tắc làm việc của Đức Chúa Trời. Chúa dạy ta từng bước một để chúng ta hiểu rõ được ý muốn của Ngài. Đức Thánh Linh là đấng duy nhất có thể đưa chúng ta đến với lời Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta chịu phục lời Đức Chúa Trời đến với Ngài. Nhưng tại sao chúng ta lạy Chúa Thánh Linh, xin Ngài dẫn con đến với lời của Chúa đi, và ta đang dẫn con đây. Ta muốn con biết rõ con là ai, tại sao con lại như thế này, và tại sao ta phải đến, nhưng tại sao ta phải dẫn con lâu như vậy. Chỉ trong một phút thôi là người có thể phạm tội, nhưng để cứu loài người trải 7.000 năm. Tại sao phải lâu như vậy? Là bởi vì xác thịt bằng bụi đất này, khi đó là phạm tội, ma quỷ hợp pháp vào trong người ta. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta nhận biết quyền năng của Chúa, để quyền năng của Chúa như tiếng sét đó biến đổi chúng ta, để chúng ta vào thiên đàng ngay. Thì chúng ta vào thiên đàng rồi, nhưng vì cớ chúng ta không hiểu biết rõ sự cai trị công bình của Đức Chúa Trời, không hiểu biết rõ chính mình là ai và tại sao loài người có thể phạm tội, tại sao Thiên Chúa có thể phạm tội được, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng bị phạm tội lại trên thiên đàng. Mà quý vị biết, ở trên đất này mất cái nhà, làm lại cái nhà còn có thể làm được. Lên thiên đàng rồi mà bị đuổi khỏi thiên đàng không quay lại được nữa. Vậy thì chúng ta hiểu rõ được thật kỹ lưỡng, từng bước một vững chắc, để khi chúng ta đã hiểu rõ ra thật đó rồi, ma quỷ không lừa chúng ta được nữa. Vì nếu chúng ta nghe đạo mà không hiểu, ma quỷ sẽ lừa được. Và khi lừa được rồi, chúng ta sẽ bị mất đi. Nên bởi cơ đó Chúa dạy chúng ta là hãy cẩn thận trong sự các ngươi nghe. Vì có nhiều người đã từng nghe thật rồi, rồi một thời kỳ rồi, nghe ông giáo sĩ giảng hùng hồn quá, ông bảo nhỉ, vậy là ông kia giảng sai, và không tin vào những gì mình đã nghe nữa, và tin theo sùng miệng người đó và bị cầm buộc luôn, không biết rằng mình đã từng được cầm trong lẽ thật và bị mất đi. Thì chúng ta hiểu rõ được tại sao loài người đã phạm tội, và khi phạm tội thì tại sao tâm linh không cai trị được nữa. Và chúng ta đang học để hiểu, để khi nhận biết đó rồi đó, tâm linh biết chắc được tất cả mọi hậu quả sẽ xảy ra nếu như chính tâm linh không cai trị xác thịt mình. Nhưng mà muốn cai trị xác thịt mình thì cai trị như thế nào? Cái xác thịt này nó hay chết, bởi vì cái gì nó cũng nhận hết rồi. Bất cứ cái điều gì gieo vào nó sẽ mọc lên. Mưa nó cũng nhận, nước cũng nhận, dầu cũng nhận. Bất cứ điều gì đặt tới nó là nó nhận, nó không từ chối. Thì xác thịt chúng ta cũng vậy. Mắt nó nhìn thấy là nó thích, tai nó nghe được là nó tiếp nhận. Như vậy bất cứ điều gì mà ta đã có thể tiếp nhận được qua năm giác quan đó, nó đều tiếp nhận. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể ngăn nó trước khi nó nhận vào trong người mình? Khi chúng ta nhìn thấy con đường đó dẫn vào cái nơi ô uế đó, ngay lập tức chúng ta tìm đường ngay từ bên ngoài, đừng đến vào sát chỗ nó rồi mới quay. Vì sợ hiểu biết Chúa ban cho chúng ta. Xuất Ê-díp-tô tôi ký 20 câu 1 đến câu 6 chép: bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, người đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỳ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ và lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho kẻ yêu mến ta và giữ cái điều răn ta. Lời Chúa chép rất rõ, và Chúa Giê-su đã đến, Ngài phán rằng là ai các cái điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Và Chúa Giê-su cũng phán rằng là Chúa đã dạy dân sự của Chúa là phải vâng giữ luật pháp của Chúa như chính Ngài đã vâng giữ các mạng lệnh, các điều răn của Đức Chúa Cha. Và như vậy là ở trong sự yêu thương của Đức Chúa Cha. Tôi sang bên Mỹ, hội thánh to lắm, giàu lắm. Họ mời tôi đến nhà giảng. Tôi vừa vào tôi giật mình luôn. Trong nhà họ, họ khoe cái nhà đẹp lắm, cái nhà khoảng mấy trăm ngàn đô la. Trong nhà toàn thần tượng thôi. Tôi nói anh ơi, cái này là thần tượng. Tiếng Anh gọi là Graven, Grimmick. Họ nói không, cái này là nghệ thuật. Cái này là nghệ thuật. Hình thiên sứ, hình chúa, hình môi xe. Ồ, đủ thứ hình, nó rất là nghệ thuật. Tôi bảo, theo nghệ thuật tác phẩm họ làm rất khéo tay, rất giống. Nhưng nó đổ ô uế. Bởi vì lời của Chúa không qua đi. Họ nói ôi anh ơi, chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển. Đấy là thời kỳ luật pháp, Chúa định ra cho dân Israel mà thôi. Tôi bảo, khi Chúa Giê-su đến thế gian này, trước hết, Ngài làm điều gì? Ngài vâng phục luật pháp mà Đức Trời đã ban cho loài người qua Môi-se. Ngài giảng về luật pháp của Môi-se cho người ta. Ngài giảng xong rồi, người ta được chữa lành rồi, hãy đi làm chứng cho các thầy tế lễ theo đúng như luật pháp của Môi-se. Như vậy, Ngài đến không phải để phá bỏ luật pháp. Ngài đến là làm cho vững luật pháp, vì luật pháp đó là con đường. Chính Ngài là con đường. Chính Ngài là vâng giữ luật pháp đó và ở trong sự yêu thương của Đức Chúa Cha. Anh ơi, anh đọc lại đi, vì Chúa đến cho ta một điều răn mới rồi. Và anh ơi, cái điều răn mới đó tổng hợp tất cả mọi điều răn lại, tất cả đều là tình yêu thương. Nhưng mà để có được tình yêu thương đó, anh phải được tình yêu thương của Đức Chúa Cha đó. Anh được vào trong tình yêu thương Đức Chúa Cha hơi khó đấy. Tại bởi vì
Cha là Đấng thánh khiết của mình, Ngài muốn ôn chúng ta vào cho Ngài đấy. Nhưng mà chúng ta vừa chạy đến, dừng lại đi con, hồi quá, quần áo rách dưới, được tưa giấy quá, đi tắm đã, đi rửa đã, rồi hắn đến. Ngài không thể ôn chúng ta được. Đi tắm, đi rửa, và nơi đó có nước, có xà bông, đủ thứ, có cả thiên sứ ở đó để kỳ cọ cho người ta nữa. Có những người ta không thấy được, thiên sứ thấy được, kỳ cọ. Đó là công việc hình bóng về luật pháp Đức Chúa Trời. Chúa đến dạy chúng ta làm theo luật pháp Đức Chúa Trời. Ngài ghen tư chúng ta đến mức độ Ngài về trong thiên đàng rồi đó, Ngài chưa yên lòng đó, Ngài gửi thư của Ngài qua sứ đồ Giang cho bảy hội thánh của Chúa, trong đó nói rất nhiều về luật pháp của Môi-se. Môi-se vẫn còn đó. Chúa giữ đến ngày cuối cùng, Chúa khiến Môi-se và Eli sống lại để làm công việc cuối cùng của mình. Ngài không phế bỏ luật pháp của Ngài. Anh mời tôi đến để giảng với Đức Thánh Linh. Tôi có giảng với Đức Thánh Linh, Thánh Linh ở trong tôi không thể trong nhà anh được, là bởi vì anh không làm theo lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng ghen tương. Nên tôi thắc mắc, có nhiều đầy tư Chúa giảng hay lắm, nhưng cuộc tai họa đến thì họ. Tôi bảo lại Chúa, họ là thầy giáo sư lớn dạy con, nó đã thật mầu nhiệm, nhưng tại sao? Và con nhìn vào họ đi, nhà đây thần tượng. Tôi bảo, vậy sao Chúa mà dùng? Bảo con ơi, ta đứng khôn ngoan là bấm mù luận. Con là người miền Bắc ngày xưa là nghèo lắm. Một cái chum sành nó mà vỡ rồi đó, ba bốn mảnh đó, người ta không vứt đi đâu. Trừ khi mảnh vụn quá thì đập nát để làm nát đền ơi. Còn cái chỗ nào có thể làm đứng hơn mức tiểu đấy, nó để góc vườn đó, để ta đi tiểu. Vẫn tận dụng được, vẫn dùng nó, không vứt đi. Ngày nay cũng vậy, ai có thể dùng được Chúa vẫn dùng. Nhưng cái chính là ngày sau rốt này đó, người đó có đủ tiêu chuẩn vào nước Chúa hay không là công việc của Đức Chúa Trời. Nên có những người đến ngày sau đó, Chúa đóng cửa lại rồi. Chúa ơi, Chúa ơi, con đây mà. Ở người này, ủa chúng nhận là con sao? Con cũng nhân anh Chúa đuổi quỷ này, cũng nhân Chúa cầu nguyện này, kiêng ăn cầu nguyện này, cũng là phép lạ này. Ta không biết người này cả, hãy lui ra để tôi ra nát. Có rất nhiều người tự khoe mình là đầy tớ Chúa, họ giảng như là sấm truyền đấy, nhưng họ không phải đầy tớ Chúa vì họ chạy trước Chúa, bởi vì họ thích cái chức vụ đó vì được tôn trọng, họ cũng giảng lời Chúa được công bố ra. Thì Chúa nói là con ơi, có nhiều người phải mua băng cassette, còn người này chẳng phải mua gì cả, tự nguyện nó đến nó giảng, thì ta cứ dùng thôi, nó cứ giảng lời Chúa ra, tin cứ tin. Cũng như người Pharisee đấy, Chúa nói là nếu những người Pharisee đó giảng luật pháp Môi-se đó, cứ làm theo, nhưng đừng học theo họ. Làm theo lời họ giảng, đó là lời của Đức Trời, thì cứ làm theo, đừng theo cái cuộc đời của họ. Chúa mang lại chúng ta, và lời của Chúa nói rất rõ, không hề qua đi. Trong thực tế, khi Đức Trời phán xét loài người chúng ta đó, thì phán xét cả thuộc linh và thuộc thể. Nhưng mà có một điều ít khi chúng ta để ý đó, là trong sự phán xét đó, Ngài không tước bỏ quyền cai trị của Adam đối với xác thịt. Chỉ có một điều là Adam sẽ phải làm việc cực nhọc, tức là đổ mồ hôi chán với con vật do đất sinh ra mà thôi. Chúa nói về vấn đề sự đổ xả đến trên xác thịt người ta và trên đất đai, nhưng mà không có chỗ nào Chúa tước bỏ quyền cai trị của tâm linh đối với xác thịt cả. Đây là tin mừng cho chúng ta. Ma quỷ bắt đầu lừa dối người ta và khiến cho người ta cho rằng bây giờ mình hết quyền rồi, bây giờ là thời của xác thịt rồi. Điều đó là sự lừa dối. Nên khi chúng ta trang bị lời của Chúa cho tâm linh mình, tâm linh ta được sanh lại, bởi vì nhờ lời của Chúa nó nhận biết rằng Đức Chúa Trời không hề phế bỏ mình. Chúa phán là ngươi sẽ chết. Điều đó có nghĩa là trong khi xác thịt còn đang sống đây mà tôi không có tìm được cho mình một giá chuộc, thì khi xác thịt chết tôi cũng chết theo. Vậy trong khi đang còn có lời hứa cho sự nghĩa Chúa, hãy lo sợ. Ai lo sợ? Tâm linh. Hãy lo sợ tìm bằng được cho mình cái giá cứu chuộc đó. Đấu trận với tâm trí mình, không để nó ngủ, nó phải đến để nghe lời Đức Trời, để nhận lời Chúa. Có điều đặc biệt là khi người ta được nghe lời Chúa đó, nhiều khi xác thịt nó thấy chối lắm, thấy cấm đoán nhiều thứ quá, nhưng mà tâm linh đã biết đây là lời của Chúa Trời rồi. Quả thật Chúa vẫn còn yêu mình, Ngài vẫn còn tìm kiếm mình phải đến với Ngài, và nó kêu cầu, và bây giờ nó được cứu. Cho nên có nhiều khi chính bản thân tôi, xác thịt mình thì không muốn đi, còn muốn ngủ. Nhưng người ta gọi phone lên, Thành có hội đồng gần đây lắm, chúng tôi muốn trở thành đi, Thành đi không? Mình muốn ngủ nữa. Xác thịt thì không muốn đi, nhưng tâm linh nó khiến môi miệng mình nói là yes, đi. Mình tôn trọng người bạn đó và mình đã nói yes rồi thì mình phải đi. Nhưng mà khi mình đi rồi, mình phát hiện ra, và bây giờ mình mới hiểu rõ ràng là tâm linh chúng ta vẫn còn quyền, chứ không phải như ma quỷ lừa dối là chúng ta mất quyền. Chúng ta nhìn vào trong lời Đức Trời, khi Ngài phán với Cain, con trưởng nam của Adam, để nhận biết được sự cai trị của Đức Trời đối với người, và có đó chúng ta nhận biết được sự phán xét của mình, Đức Trời vẫn còn có ân điển dành cho loài người chúng ta nếu chúng ta quay trở lại với Ngài. Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 3 đến câu 7 chép, và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Hai bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem hai bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm mà gầm né mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng,
cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Đây là điều chúng ta cảm tạ Chúa. Lời Chúa dường như chỉ mách nước cho Cain mà thôi, không, Ngài cho chúng ta biết đây. Như vậy có nghĩa Adam đã phạm tội, tội lỗi đã vào trong Cain chưa? Dạ vào rồi. Mà rõ ràng là có việc ma quỷ đã hành động ở trong Cain rồi. Nhưng mà tại sao Chúa vẫn nói là còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó? Điều đó có nghĩa là tấm lưng chúng ta vẫn được quyền quản trị, Ngài chưa tước bỏ quyền đó. Chúng ta sẽ chết nếu như không có giá cứu chuộc mà thôi, nhưng mà quyền quản trị vẫn còn. Đây là tin mừng cho chúng ta, và đó là ân điển. Mà khi Đức Chúa phán về tội lỗi ấy là Đức Chúa nói về ma quỷ cùng công việc của nó, là kẻ phạm tội từ lúc ban đầu và là kẻ khiến cho là người sa ngã vào tội lỗi. Đức Chúa phán về tâm linh của Cain chứ Ngài không phán về tâm trí xác thịt của Cain. Xác thịt đâu có biết, chính Chúa xử phán điều đó. Thế gian này không có biết Đức Thánh Linh, nhưng mà tâm linh chúng ta biết. Chúa đang phán trực tiếp với lại tâm linh của Cain. Đức Chúa cho Cain biết rằng ma quỷ đang rình rập để hợp pháp hoàn toàn cầm buộc Cain. Nó vào nhưng phải hoàn toàn cầm buộc. Nó vào theo hợp pháp tội lỗi của Adam, theo luật kế tự thì con sẽ thuộc về cha. Nhưng bây giờ nó muốn chính Cain phạm cái tội mà nó suy kiến đó để Cain hoàn toàn bị cầm buộc. Cain đã không làm theo mạng lệnh Đức Trời như làm theo ý muốn của ma quỷ, và sự cuối cùng của người là phạm tội giết người, và bởi cớ tội lỗi đó mà quyền lực của sự giết người bắt đầu vào trong loài người. Trước đó là ma quỷ vào trong Adam, nhưng mà linh giết người chưa vào loài người. Con trưởng nam của Adam là Cain, Abel là người công bình chết rồi. Và bây giờ linh giết người bắt đầu vào từ trong Cain, và bắt đầu từ đây loài người bắt đầu chịu dược giết quyền của sự giết người cho đến tận ngày hôm nay. Chúng ta xem lời Chúa Giêsu phán gì về điều này trong Giăng đoạn 8 câu 42 đến 44 chép. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chứng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết những người Giu-đa đến bắt bớ Chúa và không nghe đạo Chúa là bởi vì họ đã bị cầm buộc bởi ma quỷ rồi. Như vậy, dù đã bị Đức Trời phán xét, nhưng Đức Trời vẫn cho là người chúng ta cơ hội để quay trở lại với Ngài để được cứu rỗi. Và qua lời của Đức Trời chúng ta biết rằng tâm linh của người vẫn còn quyền và khả năng nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Còn có khả năng nghe và hiểu được lời Đức Chúa Trời. Vì lời Trời phán ra biết đó là tốt lành. Vì lời của Chúa là luật pháp, khi phán ra thì Ngài đều phân tích hết. Nếu và thì. Và chúng ta sẽ chọn bằng khả năng phân biệt thiện ác đó, chúng ta nên làm hay không nên làm. Như vậy, rõ ràng là khả năng thiện ác vào trong chúng ta vẫn là một cơ hội tốt cho chúng ta để ta nhận biết được. Và Chúa dùng tất cả mọi sự liên quan đến cuộc đời chúng ta, phước hạnh, sự sống để cho chúng ta nhận định, chúng ta dùng khả năng đó để nhận định. Nhưng mà những người không thể nhận định được luật pháp của Chúa là bởi vì tổ phụ của họ đã bán đứng họ, hoặc tội lỗi của họ đã bán đứng họ rồi, phạm tội ra đáng rồi, và nó lừa dối, nó cầm buộc cái đó, để người đó không dám đến với Chúa nữa. Vì tại sao? Thì đến với Chúa là bị bộc lộ tội mình ra, thì họ bị ma quỷ lừa dối, nó cầm buộc lại, mà tội của người đó không được tha, hoặc là nói lộ ra thì chết. Nên rất nhiều người đã phạm tội, muốn đến để được cứu lỗi nhưng không dám đến. Vì khi đến mà nói tội lỗi mình ra rồi, thì ta sẽ bắt người đó đi tù. Khi Chúa Giêsu phán rằng, ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến, thì chẳng có ai đến được cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau đó. Điều đó không có nghĩa là Đức Trời tự chọn lấy cho Ngài những người nào mua Ngài muốn cứu rỗi. Vì có nhiều người nghe câu đó nói, ôi vậy thì cần gì phải tin Chúa làm gì nữa, cứ ngồi đấy. Nếu quả thật Chúa muốn cứu mình thì chính Chúa đã khiến cho người ta đến, rồi Ngài gọi mình để Ngài cứu mình thôi. Bởi vì nếu Chúa nói nếu Ngài không kéo đến thì Ngài chọn, Ngài biết mà. Mà nếu Ngài biết như vậy thì tại sao tự mình phải tìm đến Ngài, tự mình để tin Chúa mới được cứu? Vì họ không hiểu được lẽ thật mầu nhiệm ở trong lời Đức Chúa Trời. Và người ta bị cái câu này đó trói buộc họ lại. Đức Trời muốn chúng ta tự quyết định. Vì Đức Trời là đứng biết và làm chứng, Ngài không thị với ai cả, nhưng Ngài biết rõ ở trong lòng của con người ta. Bởi vì tâm linh của người chúng ta là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va dò xét các nơi bí ẩn của lòng. Tâm linh chúng ta ngay từ đời gọi là lương tâm đó, nó vẫn còn le lói, nó vẫn còn nhận biết những điều đó làm đó là ác hay không ác.
Con cái nó biết đó là ác nhưng không thể thoát nổi, bởi vì giống như cái xe chúng ta chạy vào trong vùng binh này. Mình muốn phải rẽ phải ngay đây nhưng mà mình rước kẹt ở dưới. Nếu mình muốn rẽ phải ngay bây giờ theo cách của mình muốn á, kẹt xe và đụng nữa. Thôi kệ đi, lại tiếp vòng vùng binh nữa, dần dần rách dần ra ngoài thì 2-3 vòng rồi mới được ra. Có nhiều khi chúng ta bắt buộc phải vi phạm luật bởi vì mình ở giữa dòng rồi. Nó là vượt đèn đỏ, mình không dừng được nữa rồi, phải đi theo thôi. Có những lúc kìa, chúng ta bắt buộc phải vượt vì nguy hiểm quá, mình dừng lại là sau đâm bởi vì nó chạy như là cái thác lũn đi sau xe mình đó. Là mình dừng lại nó đụng sau mình rồi, thôi nhắm mắt mình vượt thôi. Thì Chúa thương xót bởi vì con không cố ý phạm tội, nhưng ở cái tình huống bất khả kháng này con phải vượt. Ở đây Chúa cho chúng ta thấy này, Ngài không bắt chúng ta, Ngài không thi với ai cả. Nhưng mà Ngài đã đứng biết làm chứng, Ngài biết rõ ý tưởng của người ta. Nên người nào đó nghe về danh Chúa, lòng của người đó khắc khoải muốn được cứu lỗi, muốn thoát khỏi cái tội lỗi của thế gian này đó, Chúa biết rõ. Chính những người đó Chúa biết rõ lòng rồi, Ngài sẽ dọn đường để người đó đến được với lời của Đức Chúa Trời. Ở trong cuộc sống của người trên đất này, khả năng phân biệt thiện và ác và trong xác thịt loài người. Thế nhưng không phải có khả năng đó thì tự người ta sẽ biết được cái gì là tốt, cái gì là không tốt. Nhưng tất cả mọi người đó đều phải học để được kinh nghiệm những điều mà ta chưa biết được. Mà sau khi kinh nghiệm rồi, bây giờ người ta mới biết tốt hay không tốt cho chính mình. Loài người luôn luôn tò mò để nhận biết mọi sự xung quanh mình. Và ma quỷ cũng luôn luôn tận dụng mọi sự đó để lừa dối người ta. Lời của Chúa có chép rằng, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng ai sẽ là người kêu cầu danh Chúa khi người ta chưa biết Chúa là ai, và danh Ngài là gì, và chưa hề biết đến nước Đức Trời. Thế bạn tôi hỏi tôi hiểu tại sao các anh là người Việt Nam lại tin theo cái đạo của người Do Thái. Mà cái ông Giê-xu đó là người Do Thái chứ phải người Việt Nam đâu, mà tại sao có thể tôn thờ như vậy. Tôi cười bảo anh ơi, ngay cả chính Chúa Giê-xu đến, Ngài cũng không bảo chúng tôi tôn thờ Ngài, nhưng Ngài bảo chúng tôi tôn thờ Đức Chúa Trời. Và Ngài bảo chúng tôi đó là yêu mến danh Ngài. Danh của Chúa Giê-xu quý lắm anh. Giê-xu không phải là một cái tên bình thường như người ta. Vì mỗi người chúng ta trong xác thịt này, cha mẹ được đặt cho cái tên cho nó kêu, cho nó hay, để cho người ta biết đó là con của mình. Có nhiều người thì họ cha họ mẹ đệ cộng với nhau làm đệ của con rồi mới đến tên con để nói là con của tôi, con của bà đó. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tin vào danh của Ngài. Danh của Ngài là uy quyền, bổn tánh, sự tôn trọng. Ngày nay khi các anh mua hàng đó, anh hỏi là cái này đến từ đâu đấy? Cái này của Việt Nam hay là của Trung Quốc hay là của Mã Lai hay là của Thái Lan hay là của Nhật? Nếu là của Nhật anh mua ngay. Tại sao? Anh tin vào cái chất lượng của cái Nhật Bản đó, cái thương hiệu đó. Khi chúng tôi tin Chúa là tin vào danh của Chúa Giê-xu, không phải tin vào một con người, mà tin vào uy quyền bổn tánh của một Đức Chúa Trời có thật. Và Giê-xu nghĩa là Giê-hô-va, mà Giê-hô-va có được tất cả mọi sự liên quan đến mọi thứ trên trái đất này, trong vũ trụ này, liên xúc của người ta đều ở trong đó hết cả. Như vậy là tin vào đấng đó, tức là tất cả mọi sự, mọi nan đề, mọi nhu cầu của tôi do Ngài quyết định hết, từ Ngài mà ra, vì Ngài là tất cả. Giê-xu chính là Đức Giê-hô-va, mà Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, là tất cả. Và tôi phân tích cho dần dà rồi anh ta đến nghe, đến mức độ mà vợ gọi về ăn cơm đó, rồi nói em ăn trước đi, tính về sau. Nghe thích quá rồi, và cảm ơn Chúa sau này là nhận biết là em tin có Đức Chúa Trời. Tại vì sao? Vì tâm linh của con người đó muốn thuộc về Chúa, anh ta muốn nghe về Chúa. Chính Chúa mở trí anh ta khiến anh ta hiểu được cái điều cần phải biết cho linh hồn anh ta, và anh ta tin có Đức Chúa Trời. Roma đoạn 1 câu 16 đến 32 chép này: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Grec. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp ra thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi đức sự tròn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đối vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy là vì đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ. Vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uốn đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời,
nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đang phán với sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cái lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Giờ họ biết bằng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết. Thế chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Khi người ta lấy sự xác thịt mình muốn để làm mục đích sống cho cuộc đời của mình rồi, thì con mắt của họ sẽ không nhìn vào bất cứ điều gì của Đức Chúa Trời nữa. Và họ không thể nhận biết được sự tốt lành của Đức Chúa Trời nữa. Cho nên ngày hôm nay, người giàu có mà tin theo đạo tin lành hơi khó, là vì họ không có nhu cầu về tâm linh. Họ đang thỏa mãn về những gì mà họ đang có về của cải vật chất điều này. Cho nên tin lành dùng cho kẻ nghèo rất là hợp, bởi vì người nghèo luôn luôn mong muốn mình được đổi đời, mong muốn được giải cứu, giải phóng, giải thoát, được chữa lành, nên luôn luôn ngửa mắt lên trời, tin cậy một đấng nào đó, người ta kêu trời. Và bởi cái đó nên tin tin lành nhanh hơn và dễ hơn với người giàu có. Nhưng mà vì Đức Trời yêu thương chúng ta đến độ ghen tương, nên khi là người thấy người, nên Đức Trời thấy là người không tin vào lời của Ngài, như là tin vào các thần tượng hư không do người ta làm ra đó, thì cơn ghen tương của Ngài nổi lên, Ngài phó họ cho con đường họ muốn đó, để đến khi rồi họ phát hiện được những cái gì họ làm đó là sai. Vì khi đến lúc cuối cùng mình tìm kiếm Chúa hết lòng mới gặp Ngài. Còn mà mình người ta nể, người ta gọi mình đi, mình nể người ta, mình đến tìm kiếm Chúa đó vì nể người ta đó, mình vẫn không gặp được. Và khi Chúa cho mình thấy Ngài rồi, thì bây giờ mọi cái sự mà ma quỷ nó nhồi nhét vào tư tưởng của mình đó tiêu biến hết. Thế nhiều quyền năng của sự sáng nó khiến tâm linh chúng ta có khả năng phục hồi rất là nhanh. Và bắt đầu từ đó, tâm linh tôi được tái sanh lại rất là nhanh. Mức độ mà mình phải nhìn lại, mình thấy đây một phép lạ. Có thể bỏ tất cả mọi thứ của cải vật chất, mình đã bỏ quê hương, mình đi đến đó, mình kiếm hơn một chục năm được cơ ngơi đó, mình bỏ đi rất là nhanh. Là bởi vì nhìn thấy Đức Chúa Trời trong chiêm bao. Chính bởi cái đó là chúng ta thấy ra rằng là tâm linh chúng ta vô cùng mạnh mẽ vì được tạo dựng bởi hơi thở Đức Chúa Trời. Và ma quỷ thì muốn lừa dối chúng ta là chúng ta không thể làm được điều này, không thể làm được điều kia. Nhưng mà chúng ta phải biết là nếu ta quay trở lại với Ngài thì chúng ta được phục hồi lại làm con Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Chúa phục hồi là khả năng cho chúng ta. Chúng ta xem Paulo ông nói gì về cái khả năng Chúa phục hồi cho ông. Ở sách Côrintô thứ 2 đoạn 4 câu 1 câu 7 chép: "Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jesus Christ, tức là Chúa. Và vì tình yêu mến Đức Chúa Jesus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn rừng ấy bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi." Xưa kia Phaolô đã cậy sức riêng của mình để ngồi dưới chân của Gamaliel, cố gắng đạt ở đỉnh cao của học vấn, vì ba của ông là một thị trưởng ở trong thành Jerusalem, và ông là người công dân Roma, là người Benjamin nữa. Ông có hai quốc tịch, vừa là người Hebrew vừa người Roma, ông có thế lắm, ông lại giàu có nữa. Ông học rất là cao, rất là giỏi, mà Chúa đã sử dụng cái sự hiểu biết về luật pháp văn tự đó để đến kỳ đã định Chúa biến đổi ông, để tâm linh ông bắt đầu sử dụng cái khả năng phân biệt thiện ác đó theo cách của Đức Chúa Trời, và đặc biệt là trình độ hiểu biết luật pháp của Môi-se đó ở trong ông đó, để theo đường lối của Đức Chúa Trời. Xưa kia thì ông dùng cái trình độ đó để theo cách của ông để tiến thân, nhưng mà khi ông nhận biết Chúa rồi thì ông bắt đầu sử dụng cái khả năng Chúa ban cho trong tâm linh mình đó để công bố lời Đức Chúa Trời. Trong câu này ông nói: "Như chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất." Nguyên văn chữ chậu bằng đây ấy, trong tiếng Hy Lạp đó là cái bình, cái rá, cái ảng, cái bình. Mà thực tế thân thể giáo tin nó gọi là cái bình. Vì khi Đức Trời lấy của đất nắn lên hình người, chứ hình đó trong tiếng Hebrew là cái bình, cái khuôn, cái khung. Thân thể xác thịt chúng ta là cái bình. Và Chúa cho chúng ta đựng lời của Chúa trong tâm trí của chúng ta và trong tâm linh chúng ta nữa. Lời của Chúa là quyền phép để cứu rỗi mọi người tin. Thế nhưng nếu những người nghe mà không được thần của Chúa mở chi cho, thì họ không thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Tôi đã từng ở trong hệ thống thần học của nhà thờ. Họ đào tạo rất là kỹ lưỡng về vấn đề truyền giáo, lên kế hoạch cứ giống như người đi cày đấy. Phải khai mương nước làm sao, rồi cày rất làm sao, chuẩn bị như thế nào rồi mới gieo. Nhưng mà Thánh Linh nói: "Con ơi, không phải như vậy đâu. Đấy là công việc của xác thịt.
Vì không phải ai nghe tin lành cũng sẽ tin đến tin lành đâu. Vì chỉ có Đức Chúa Trời đang biết rõ lòng của người ta, và ai là kẻ sẽ tin Ngài thì Ngài sẽ đầu tư mà thôi. Do vậy thì con cứ đi giảng đi, con giảng đi. Đến ngày phán xét đó không có người nào cãi rằng lạy Chúa, chúng tôi đừng nghe về Chúa hồi nào đâu mà tin. Có nhiều lúc tôi có lấy làm buồn, bởi vì 9-10 năm tôi sang tận Mỹ, năm nào sang bên đó để giảng, mà có số người để mà tái sanh đó thì không có bao nhiêu cả. Tôi buồn. Thì Chúa nói, con buồn là bởi vì con không được người ta tôn trọng phải không? Tôi giật mình, lạy Chúa, sao Chúa biết ý con vậy? Vì con là tôi tới Chúa, con giảng rất là kỹ lưỡng cho họ, con dốc đổ tất cả mọi sự Chúa ban cho con để giảng cho họ đó, mà họ không tôn trọng chức vụ mà Chúa ban cho con, đặc biệt là họ không thấy lời của Chúa tốt lành cả, nên con buồn. Ta cũng buồn hơn con. Ta buồn hơn con là bởi vì ta cho con đến giảng đó, để mà ngày kia những kẻ được nghe con giảng đó sẽ chết. Ta không vui khi những kẻ được nghe lời ta mà phải chết. Bởi vì đó ta vẫn cố gắng làm sao đó cho con tiếp tục đến giảng nữa, để mong rằng trong những kẻ sẽ chết đó sẽ cứu được thêm một vài người nữa. Họ đến họ nghe, họ đến họ nghe, nhưng tâm trí họ cứ nhìn đồng hồ rồi, bao giờ mục sư mới giảng xong, chị ơi em phải về, em muốn đỡ mục sư cầu nguyện. Họ đến để nhờ mục sư cầu nguyện để được chữa lành, để được cầu nguyện chúc phước cho công việc làm, không phải đến để tâm linh họ được tái sanh để làm cho nước của Đức Chúa Trời. Bởi vì đó tôi tạ ơn Chúa. Mỗi lần tôi sang đó, tôi lại đối diện với những kẻ nói xấu tôi. Tôi lại đối diện với kẻ mà tôi vừa đi khỏi thì ném đá mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa nói này, ta đã khiến mắt con không thấy công việc của họ. Ta khiến tai con không nghe được công việc của họ. Và con đã nhìn họ như những con chiên trần trụi đó, để con giảng lời Chúa để mặc lại cho họ. Và cảm ơn Chúa, Chúa làm mà tôi làm được đó. Còn nếu xác thịt mình sang đây, biết rõ họ là người nói xấu mình nữa, thì khi mình đối diện với bạn họ, sức mấy mình là tay cầu nguyện chúc phước cho họ. Nhưng mà chính Chúa khiến những điều đó không còn cho mình nữa, khiến mình đi hết rồi. Mình nhìn họ thật đáng thương vô cùng trần trụi đó, và mình giảng hết tầm cho để cầu nguyện cho họ. Và đấy là công việc của Thánh Linh. Ngài cần mình đến đây đó, lúc đó thần của Chúa đổi mình ra khác, để ý của Chúa được nên. Nên khi chúng ta được kêu gọi hầu việc Chúa đó, cũng như anh Trung đó, thì phải tin một điều là Chúa bảo mình đi, dạ con cứ đi. Giống như khi xưa Chúa gọi Sau-lơ đấy, Sau-lơ đi. Nhưng mà trong khi Sau-lơ đi như vậy, Chúa khiến Sau-lơ trở thành một người khác, ông ta đã tiên tri luôn. Như vậy có nghĩa rằng là mình là một công cụ trong tay Chúa, mình cứ đi đi. Chính lúc đó Chúa sẽ khiến mình nói được. Nếu mình vâng phục để Ngài sử dụng mình, thì Chúa khiến mình được tôn trọng, và Ngài sẽ đãi ngộ lại cho xác thịt mình, và Chúa ban phước cho. Và bởi có đó tôi cảm ơn Chúa. Tôi không tin vào khả năng của tôi có thể quên được điều ác họ làm cho tôi đâu, nhưng mà tôi tin một điều là Chúa biết rõ điều đó, và Ngài sẽ khiến cho cái sự ưu đố đó được tiêu tan đi. Đúng cái giờ đó, khi tôi sang đó rồi, Chúa khiến tôi nhìn họ, tôi nhìn họ hoàn toàn một con mắt của Đức Chúa Trời rồi, chứ không phải con mắt của xác thịt nữa. Tôi đều yêu họ và thương họ và giảng hết tâm cho họ luôn. Thậm chí đi, họ nói mục sư ơi, em bây giờ còn trên đường, trên highway chưa về đến nơi đây. 8 giờ em đến nơi, không sao, tôi chờ chị 8 giờ. Và tôi nói mọi người cùng hát thanh ca đây, đúng 8 giờ mọi người vào rồi, tôi mới giảng đến 12 giờ đêm. Và các chị chờ được thì tôi sẽ chờ được, vì tôi ở đây tôi mới đi đâu cả, tôi giảng đến 12 giờ đêm. Hôm sau họ đi làm nữa, đến tầm rồi có người 9 giờ mới đến được nghe, cũng không sao cả. Tôi tiếp tục đán tiếp để dạy tiếp cho họ nữa, miễn sao họ được đến nghe lời Chúa được rồi. Để cố gắng làm sao đó để tâm linh họ được nghe lời Đức Chúa Trời. Vì chỉ có Đức Thánh Linh mới khiến họ đến mà thôi. Như vậy nếu người nào đã đến được đó thì cảm ơn Chúa đi. Giờ muốn hay không muốn thì nếu không phải Thánh Linh kêu gọi họ, họ không đến được đâu. Họ sẽ đi nơi khác có lẽ là tôn trọng hơn. Bởi vì có nhiều khi đến đây đấy, về đến nhà một số này. Hôm qua chị đâu đấy? Chị có biết người đó ai không? Có chừng tà giáo đấy. Họ răn đe như vậy đó. Vậy mà họ biết bị răn đe, nhưng vì nhu cầu tâm linh của họ có, và họ có cầu nguyện với Chúa nên Chúa khiến họ đến. Cảm ơn Chúa. Mình cố gắng giảng, mình không thể biết được có những câu trong khi mình giảng đó, Thánh Linh ghi vào lòng họ, họ có được chìa khóa. Và khi họ chìa khóa rồi, họ mở đứa tin năng để nhu cầu của họ được đãi ngộ rồi, bây giờ họ tin. Tôi nhớ là năm 98, chúng tôi xuống Thanh Sơn Dĩ An đó, chúng tôi giảng về cái rùa xả xong thì có một số quân băng. Thì cái anh thanh niên đó ở trong cái nhóm đó thì có quân băng về cái rùa xả đó ở trong nhà của anh ta. Thế thì mấy người anh của anh ta đó, họ hàng anh ta ở bên nhà thờ hết, liền sang nhà anh ta đó, nhìn dưới sau thấy có băng cassette đó, lấy trộm có băng cassette đó, mang vào nhà, mở vào nghe. Ông nghe rồi, ông nghe lại đó, kêu cả nhà đều nghe, rồi bắt đầu tất cả quỳ xuống cầu nguyện ăn năn. Và khi họ cầu nguyện ăn năn, phép lạ xảy ra, chữa lành họ rồi. Đến chủ nhật tuần đó họ đến nhà thờ, trong khi thờ của Chúa họ giơ tay cầu nguyện, ông giơ tay lên, thế này cái gì xảy ra vậy, tại sao giơ tay giơ chân đến vào, sao xuống tà giáo vậy? Tôi không biết tà giáo là gì cả, tôi chỉ biết rằng Chúa chữa lành tôi, và tôi vui mừng, tôi cảm ơn Chúa tôi giơ tay. Thì đấy là họ được vượt qua khỏi cái sự lừa dối của xác thịt để ma quỷ cầm buộc đó, họ đến vì cớ lời Đức Chúa Trời. Như vậy ở đây chúng thấy rồi, Đức Thánh Linh biết rõ tâm linh của người ta có nhu cầu mà Ngài khiến người ta đến, và khi Ngài khiến người ta đến, mình đâu có biết người ta có nhu cầu gì. Có nhiều khi cả một bài giảng của mình chẳng hề đụng một tí nào đến nhu cầu họ cả, nhưng mà Thánh Linh dạy họ những điều mà Ngài muốn họ cần biết.
Chúa Giêsu phán này, ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau đó. Chữ kéo cho bằng lần này là chữ helko số 1670 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là sự hấp dẫn, sự quyến rũ, sức lôi cuốn, sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn. Chúng ta biết khi chúng ta ăn tiệc đó, đầu tiên cái món gì nhỉ? Khai vị là gì nhỉ? Súp. À, để khi chúng ta bắt đầu kích thích cái tuyến nước miếng chúng ta tiết ra và dịch vị tiết ra khi chúng ta đói, để chúng ta nhìn thấy món nào cũng ngon. Vì khi chúng ta đã không thích ăn đó, sơn hải vị cũng như rác mà thôi. Có rất nhiều người đến lời của Chúa Trời nhưng họ không hề được một thích thú gì cả. Mà khi không có sự thích thú đó thì ngồi đó là chịu trận, là vì thời gian quá dài. Nhưng mà đây chúng ta thấy Chúa Giêsu phán, nếu chẳng phải Đức Chúa Trời kéo người ta đến thì không ai đến được cùng Ngài cả. Thế là đến cùng với Chúa Giêsu, đến cùng với lời Đức Chúa Trời được. Mà chiếc kéo đó là sự hấp dẫn, sự quyến rũ, sức lôi cuốn, sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn. Sự kéo đây không nói về sức lực, quyền năng để lôi kéo. Ngài không dùng quyền phép để khiến họ sợ hãi để lôi kéo họ đến với Ngài. Nhưng Ngài có một cái phương pháp đặc biệt để lôi cuốn họ, lôi kéo họ đến với Ngài. Phần người, những người theo đạo Tin Lành đầu tiên đó đều tin Chúa vì sự tò mò. Nghe nói về Đấng Giêsu, nghe nói về Đức Chúa Trời là tò mò, thử đến xem sao. Tôi là người lần đầu tiên tò mò đến, bởi vì hôm đó tôi làm ở Hồng Kông, nó bị đau tay, bị bó bột ở trại ăn lương thôi. Thế cái một cái vị đó ở trong nhà thờ này, hôm nay cháu đi với cậu lên nhà thờ đi, hôm nay trong nhà thờ có tiệc thánh, mình tưởng là hôm nay có ăn tiệc, ăn liên hoan thì mình đến để phá cỗ. Mình đến ai đâu chẳng thấy tiệc đâu cả, không thấy bàn tiệc đâu cả. Nhưng mà đến đó có một vị mục sư người Mỹ mà giảng tiếng Việt rất là giỏi, mình nghe hay hay thì cũng để ông cậu gọi mình đến thì cũng nên cầu nguyện tiếp nhận Chúa thôi. Nhưng mình biết chắc chắn là phải có đấng tạo hóa thôi, chứ còn chẳng biết ông giảng cứu chuộc là gì cả, vì mình không có ý gì cả, chẳng biết nó tốt hay không tốt. À, mình nghĩ như vậy, và biết đâu mình sang nước ngoài bên đó hay có đạo, mà mình người không có đạo, họ không thích mình thì mình sao xin việc được, thôi nên có đạo thì hơn. Tôi nghĩ như vậy mà thôi. Mà dù vậy, Đức Chúa biết rõ vì mình cứ tò mò thì Chúa cứ để mình đến, miễn là không chống được rồi. Và cảm ơn Chúa một điều là tôi sang ca tôi sống đó, thỉnh thoảng đến thôi, tôi đến quay phim chụp hình cho nhà thờ thôi. Nhưng mà thế ai mà nói xấu Chúa Giêsu là tôi đánh nhau với người đó luôn đấy. Nhưng mà tôi không đi nhà thờ, mà nói xấu thì Chúa Giêsu là không được. Tôi bênh có cuốn Kinh Thánh đó để, nhưng tôi không đọc, mới tinh không đọc, vì tôi không thấy sự quyến rũ, sự hấp dẫn ở trong lời Đức Chúa Trời. Vì thực tế ra, thứ nhất là Chúa đến kỳ, thứ hai nữa là cái người đứng giảng đó, tôi chỉ thấy ông ta là một ông mục sư mà thôi. Ông là ông tốt, ông giảng luật pháp, ông có trình độ, chứ tôi không thấy Đức Chúa Trời qua ông cả. Và chẳng có điều gì hấp dẫn để tôi có thể đọc Kinh Thánh để tìm kiếm cái gì cả, bởi đó tôi không biết được Đức Chúa Trời. Như vậy Đức Chúa Trời biết rõ người ta có tò mò hay không, và Chúa luôn luôn biết người ta tò mò đến với Ngài, và Ngài sử dụng cái sự tò mò đó để quyến rũ họ, hấp dẫn họ, hướng dẫn họ, chỉ dẫn họ. Chúng ta có biết ai là người đầu tiên mà Chúa dùng cái điều đó để kêu gọi không? Môi-se. Xuất Ê-díp-tô như tôi ký là 3 câu 1 đến câu 5 chết. Và Môi-se chăn bầy chiên cho Rê-chô ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng, ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng, hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thấy rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, chớ lại gần chỗ này, hãy cởi giày người ra, vì chỗ người đang đứng là đất thánh. Môi-se tò mò. Chúa biết loài người có khả năng phân biệt thiện ác, nên người ta luôn luôn tò mò xem điều đó có tốt hay không tốt để kéo chúng ta lại với Ngài. Và khi chúng ta nhận biết đó là công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta bắt đầu kích thích tiếp tục nữa, tìm biết nữa, đó, bước tới nữa. Và đây là công việc lạ lùng Đức Chúa Trời. Vì con đường của Chúa đi là dài, nếu ta đi trên con đường đó mà không thích sự lạ lùng, chúng ta sẽ không đi. Bây giờ ta xem một điều mầu nhiệm đó trong sách Nhã Ca. Đoạn 1, câu 1, câu 4 chép. Nhã Ca trong các bài ca mà Salomon đã làm, nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, vì ái tình chàng ngon hơn rượu, dầu chàng có mùi thơm tho, danh chàng thơm như dầu đổ giam. Bởi cớ ấy, các gái đồng trinh yêu mến chàng, hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Vua đã dẫn tôi vào phòng ngài, chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi chàng. Chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu, các gái đồng trinh yêu mến chàng cách tranh trực. Chúng ta được học sách Nhã Ca. Nhã Ca là sách tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Các cô gái đây nói hình bóng về là người chúng ta xác thịt này, vì là người xác thịt này được gọi là giống cái tâm linh, ta gọi là giống đực. Nên khi nói đến người nam nói tâm linh chúng ta, còn giống cái là cái bình, là cái khuôn, là giống cái. Các cô gái được chép sách Nhã Ca hình bóng của là người xác thịt, tò mò muốn biết xem lời Đức Trời nói gì về mình. Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người.
Chúng ta biết được tập tục của dân Hebrew là như thế này. Người ta không hôn người khác đâu. Nếu người ta gặp thấy ai đó hôn ai đó ở ngoài đường hay trong nơi công cộng đó, thì qua cái cách hôn của người đó mà nhìn biết người đó là quan hệ với người đó như thế nào, nhưng không bao giờ hôn người lạ. Nên khi mà gia đình ở đâu đó đến thì người ta đến hôn, căn cứ cái hôn đó biết à đây là con là cháu hay là bạn bè hay là anh chị em, qua cái hôn, cái vị trí hôn và cái phong phong cách người ta hôn đó mình nhận biết được. Người ta bày tỏ cái nụ hôn đó ở nơi công cộng hay là trong gia đình đó, xã hội đó, để chúng ta nhìn biết mối quan hệ đó. Và đây chúng ta thấy nguyện người hôn tôi bằng cơ hôn của miệng người, tức là lòng ao ước, ối ước chi mà mình được người công nhận mình là người của Ngài. Chứ hôn đấy rất quan trọng. Chúng ta xem Chúa Giêsu phán gì về cái nỗi hôn này. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32 đến 33 chép: bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chúng ta đến là bởi vì trong cuốn sách này có chép về chúng ta. Hiện tại chép về trong cuốn sách có chép về tôi này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Nếu tôi đọc cuốn kinh thánh này không thấy chép gì liên hệ với tôi thì tôi chẳng tin. Thế gian có rất nhiều tôn giáo, người ta đi theo cái tôn giáo bởi sự kể lể của người này người kia, truyền miệng hoặc là sách đó thế kia, nhưng không hề thấy những cái sách đó chép rằng cái đấng đó, cái thần đó tạo lên họ để cứu họ được. Nhưng họ vẫn tin. Riêng có mỗi một cuốn kinh thánh này, duy nhất cuốn này chép về chúng ta, chép rõ rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo nên chúng ta, Ngài là cha chúng ta, và chúng ta được tạo lên như thế nào, người ta rất chính xác, và chúng ta quyền kiểm chứng được những lời đó có đúng hay không đúng. Chúng ta kinh nghiệm được khi chúng ta làm theo lời Chúa, tin và làm theo rõ ràng những gì đã chép đó ứng nghiệm cho chúng ta. Tôi tin nên tôi nói, tôi cầu nguyện phép lạ xảy ra. Như vậy khi thánh chép về tôi rõ ràng, khi tôi cầu nguyện lên danh của Ngài, phép lạ xảy ra. Chúng ta thử nói xem danh khác xem nó có xảy ra không. Không, nhưng nếu nói danh Giêsu là phép lạ xảy ra. Tôi không nhờ người khác đặt tay tôi để được giải cứu. Tôi tin Ngài, tôi kêu cầu Ngài, tôi ăn năn theo như lời kinh thánh đã dạy tôi, và tôi ăn năn tội lỗi mình, tôi xưng tội tổ phụ tôi ra, tội lỗi của tôi ra, và tôi xin Chúa cứu tôi. Tôi nói những gì mà tôi muốn và phép lạ của Chúa xảy ra trên tôi, và người ta nhìn vào tôi giống như ở trên hành tinh khác rơi xuống vậy. Là vì theo họ đó là phải vào trong trường thần đạo, và tại đó để các mục sư có danh tiếng đó sức dầu lên cầu nguyện cho thì may ra mới được chữa lành. Nhưng mà Chúa không nói như vậy. Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Bất cứ người nào tin Ngài sẽ làm được công việc Ngài làm. Nếu ta tin Ngài, mời gọi Ngài vào cuộc đời của mình và các chị mình, và mình làm theo Ngài, thì những gì Chúa hứa đó đều ứng nghiệm cả. Như vậy cuốn sách này chép về mình và nó đúng thật. Vậy chúng ta cảm tạ Chúa. Và bây giờ chúng ta xem, chúng ta tò mò thử xem có đúng không. Quả thật cuốn sách này chép về mình: Chúa đã hôn tôi bằng cái hôn của miệng Ngài, tức là Ngài xưng chúng ta ra, chúng ta là con của Ngài, chúng ta là con Đức Trời. Chính Chúa đã phán đó và lời Chúa được chép xuống. Đây là văn tự và đây là bằng chứng không thể chối cãi. Chúa là cha chúng ta là con của Ngài. Như vậy đời chúng ta nguyện đó đúng. Mà khi chúng ta được biết là chúng ta là con của Ngài rồi thì điều gì xảy ra? Thì vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Cái rượu đây là rượu của dân Israel. Ở đây cái rượu của người Hebrew là rượu nho, nó ép vi sinh vật làm thành lên men và thành rượu. Mà rượu nho làm hứng chí con người. Thế thì ở đây vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Nếu rượu đã làm hứng chí người ta rồi, nhưng mà cái tình yêu của Đức Chúa Trời đối với ta còn ngon hơn điều đó nữa. Khi chúng ta nghiện, khi chúng ta nghiện là bởi vì như vậy. Dầu chàng có mùi thơm tho. Chúng ta biết đấy, chúng ta từng học đấy, dầu thơm rất quan trọng phải không nào. Khi một người đi qua thấy mùi dầu thơm, biết ngay người đó cách sống của con người ta, đạo đức của con người, hoặc sự tôn trọng của con người. Có người dùng cái mùi thơm để hấp dẫn người khác đó. Có người dùng cái mùi dầu thơm mà biết đây là sự quý phái, có sự tôn trọng, sự kín đáo. Thế thì cái dầu thơm khiến người ta được phân trí, nhưng mà cũng có loại dầu thơm khiến người ta rất khó chịu. Tôi sang Canada, tôi được vào cái hãng nó chế tạo các loại chai thực phẩm và lương rất là cao. Lúc đó là mọi người chỉ có 5 đồng một giờ, tôi được hơn 10 đô một giờ rồi. Nhưng mà tôi làm của cái hãng đó, cái bà manager của tôi đó, bà ấy sức loại dầu thơm tôi chịu không nổi. Bà mà đến dầu gió tôi bảo bà muốn đi ngay cho tôi đi, con tôi chết ngạt. Nó như mùi xạ hương đấy. Trong cái nhà máy để chế tạo thủy tinh nóng lắm, mà bà cứ dùng cái sâu xà hương đó, nó nồng nặc khó chịu lắm, cái phổi của tôi nó muốn bó lại không thở được. Lúc đó tôi áo ước là giá cái hương hoa thiên lý của mình, hoặc hoa nhài thôi đó, mình cảm thấy thoang thoảng dễ chịu phải không nào. Như vậy mùi thơm khiến người ta có thể hứng chí, cái mùi vị đó có thể khiến người ta bị bế tắc cái phổi luôn. Nhưng mà kinh thánh chép được dầu chàng có mùi thơm tho. Chúng ta biết có loại dầu không ai là chê cả, từ ông chủ tịch nước, ông tổng thống, ông tổng bí thư đến dân nghèo nhất đều thích, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Ung thư rồi sắp chết đi, mà bây giờ nói danh Chúa được cứu rồi, xe chở đến ngay lập tức. Chúa chữa lành rồi thì ai cũng phải thích hết.
Nhất từ tổng thống cho đến dân đen đều thích cái dầu thơm của Chúa. Đó là quyền năng, đó là sự tha thứ, đó là sự chữa lành, đó là sự phục hồi của Đức Chúa Trời. Ai cũng thích hết. Nên này, đừng lo người ta không đến. Hãy chuẩn bị dòng chỗ ra chỗ này. Hãy sửa soạn cái dòng của Chúa thật rộng ra đi. Vì sẽ có một ngày đó Chúa đổ dầu thơm xuống rồi đó. Rồi truyền hình, radio, truyền thanh, người xe ôm, nó truyền đến khắp mọi nơi đó. Ta chở người đến đây, vì dầu thơm của Chúa sẽ đổ xuống để cứu người ta trước ngày, ngày đó người ta trở về thiên đàng. Anh Trung nói đây, sẽ có một kỳ, chúng ta bận rộn lắm đấy, không có thời gian để mà ăn đâu. Giống như Chúa thời gian kia không có thời gian mà ăn đâu, phải lành ra một chỗ để ăn nữa, bởi vì quá đông. Dầu thơm của Chúa là thơm thòn như vậy đó. Danh chàng thơm như dầu đổ ra, danh uy quyền bổn tánh. Đến một kỳ kia là, anh làm người gì? Ta là một mục sư tinh lành. Ủa, mục sư tinh lành hả? Ôi, nghe nói tinh lành hay lắm mà, giảng cho em nghe đi. 2 năm trước đây mà nói câu đó với công an là coi chừng. Nhưng bây giờ đại úy công an hỏi là, này anh Thành ơi, hôm nào có quốc nghi thánh cho tôi cuốn. Hôm nào tôi đến nhà anh nói chuyện tinh lành cho tôi nhé. Bên công giáo chúng tôi dành lắm, nhà bên tinh lành chúng tôi mơ màng lắm. Rồi ông vào khoe này, này, ghê lắm anh nhé. Bộ đội mà bây giờ cũng là mục sư tinh lành ấy nhé. Mà sao mục sư tinh lành là ghê? Ghê là cách của ta là nó đặc biệt lắm đấy. Mà không ghê, mục sư tinh lành không ghê. Thế ông về bên này lương tháng bao nhiêu? Bảo anh ạ, nếu tôi về Việt Nam để giảng để lấy lương đó thì tôi nhầm. Nhưng mà cái điều căn bản nhất phải vì tiền. Cái điều căn bản nhất là đem tình yêu Chúa đến cho người ta. Cái điều mà mình đã được nhận tình yêu của Chúa, Chúa chữa lành mình, Chúa giải cứu mình đó, mình đến cho người nghèo, người ta không có tiền được chữa lành, người ta được chữa lành, người ta được biến đổi cuộc đời của mình đó. Đó là điều vui cho chính mình, tiền mua không được đâu anh. Anh nói hay đấy, đúng là mục sư quá. Cảm ơn Chúa. Đã. Bây giờ người ta cũng biết rằng tin lành là tin lành. Tại sao vậy? Đến kỳ Chúa mở lòng người ta ra, bởi vì danh của Chúa thơm hơn dầu của Ngài vậy. Tiếp nữa, bởi cớ ấy các cái đồng trinh yêu mến chàng, chúng ta biết thân thể xác thịt này đó không có ai đồng trinh đâu. Dù người đó chưa lấy chồng hay lấy vợ thì cũng không còn trinh tiết nữa, bởi vì sao? Họ lại thần tượng. Nhưng mà tâm linh chúng ta thì không có thần tượng. Tâm linh chúng ta vì Adam phạm tội nên bị cầm buộc bởi tội lỗi của Adam, chứ tâm linh chúng ta chưa hề bán cho ai cả, nên tâm linh ta vẫn còn thuộc về Chúa. Nên gọi là bởi các đồng chính yêu bên chàng, hãy kéo tôi, hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa, Ngài kéo chúng ta bằng dầu thơm của Ngài, sự hấp dẫn của lời Ngài, lời hứa của Ngài, giáo ước của Ngài. Nếu mọi thánh của Chúa mà không hiểu giáo ước của trời thì không có mùi thơm để giữ dân sự của Chúa lại. Người chăn chiên ở Do Thái đấy, người ta còn biết cái mùi của cánh đồng để biết được đồng cỏ ở nơi nào đang có mùi hoa cỏ, biết đến để mà đưa bầy chiên đến đó. Thì cũng có thể như vậy, nếu chúng ta chăn bầy chiên của Chúa mà không có dầu thơm của Đức Chúa Trời, không có hương thơm của Đấng Christ, chiên sẽ không có sức theo Chúa. Tôi theo Chúa được bởi dầu thơm của Chúa. Ngài chữa lành tôi, Ngài giải cứu tôi, tất cả mọi thứ tật bệnh quá khứ của đời tôi tiêu biến hết. Ngoài qua tôi, mẹ tôi không được chữa lành nữa. Bây giờ tôi không thể từ bỏ Ngài được nữa, bởi vì Ngài là sự sống của tôi rồi. Thì cũng có thể như vậy, chiên của Chúa, nghe tiếng Chúa thì theo Chúa. Tiếng của Chúa là tiếng của sự giao ước, tiếng của Chúa là lời hứa của Đức Trời ban cho chúng ta. Chúa đã hứa với các môn đồ của Ngài, cũng như hết thảy những người nào yêu mến Ngài và vâng giữ các mệnh lệnh của Ngài cùng các điều lệnh của Ngài, rằng Ngài sẽ nài xin Đức Chúa Trời ban Thánh Linh của Ngài đến ở trong chúng ta. Tại sao? Vì Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong các phòng của Ngài. Là Kinh Thánh chép đấy. Hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa. Vào phòng Ngài vô cùng quan trọng. Tôi nhớ một câu chuyện của một anh giáo sĩ giống truyền đạo của vùng quê đó. Anh nghèo khổ. Thế bữa đó Chúa khiến anh trở về thiên đàng. Khi về thiên đàng, Chúa Jesus dẫn anh đi rất nhiều phòng, các phòng Chúa chỉ cho anh ấy. Và đến phòng kia thấy rất là nhiều những cẳng chân, cẳng chân bên phải, cẳng chân bên trái, có chỗ từng cái chi thể hoặc là tai hoặc là môi hoặc là mũi. Anh dừng lại, anh thắc mắc không dám hỏi Chúa. Thì Chúa này, hình như con thắc mắc phải không? Là phải, Chúa ơi, tại sao trên thiên đàng này có cái kho, có cái phòng chứa đầy như vật đó? Và đó không phải dành cho thiên đàng đâu, dành cho thế gian. Bởi vì thế gian bị chiến tranh, bị tai họa nhiều lắm, nhưng mà ở dưới đó không có đức tin để cầu xin. Họ chỉ cứu, xin cứu rỗi linh hồn mà thôi, mà không xin Chúa phục hồi lại tất cả mọi sự. Vì Chúa Giê-xu đã phán là, ta là sự sống lại và sống, hai tin ta thì chẳng chết, dầu đã chết rồi. Chúa nói, Ngài là sự sống lại, tức là phục hồi lại, tin lại vật đã mất, và danh lại vật đã bị cướp. Nhưng mà người ta chỉ xin Chúa giải cứu khỏi chữ chết hoặc là chữa lành bệnh tật, nhưng không xin phục hồi lại gì mình đã mất. Thì khi mà anh đó được Chúa cho trở về trái đất này, anh kể lại công việc đó đấy. Thì trong hội thánh đó có một cái tín đồ là thương binh ngụy. Anh ta mất một giò. Anh nghe câu chuyện đó về không biết có đúng không. Trên dọc đường anh đi anh cứ thắc mắc hoài, không biết anh nói có đúng không. Nhìn mình cứ đi cái nhắc này, không biết anh nói đúng không.
Ủa lạy Chúa, nếu nó đúng như vậy, con xin Chúa khiến cái chân con được lành lại đi. Anh vừa cảm tạ Chúa rồi, tự nhiên anh mở mắt anh đi. Bây giờ mình vui. Anh chạy, bởi vì cái chân anh được liền lại, cái chân giả mất đi rồi. Bản tính của anh sợ hãi chuyện gì xảy ra đây. Anh chạy với cái chân thật, thì anh không tin nó là bạn cái thằng la, anh dậy ru. Anh la cả la chạy ra, chân gì vậy? Cái thằng khóc, anh gửi khóc. Cuối cùng bảo là tôi cứ tìm nó là ma. Để anh không tin rằng điều đó có thể xảy ra được, bởi vì làm chứng của người trên đạo đó là Chúa đã có điều đó sẵn sàng cho người ta rồi, nhưng bởi vì người ta không tin. Điều đó xảy ra giống một vị đệ tử kia. Ông ngồi trên cái xe bò, ông đi truyền đạo. Thế thì cái xe bò nó nhảy lên một cái thì ông ngã té xuống phía trước này, thì cái xe nó đè ngăn qua và ông bể cái mặt vòng trên. Cái mắt bên phải lò rơi ra bên ngoài đi. Thế bà vợ mới nhặt cái mắt đó đầy cá rồi nhét vào cái mặt của ông ta ấy. Về trở đến bệnh viện thì ông chết rồi. Thì Chúa đưa ông ta lên thiên đàng. Và trên thiên đàng Chúa chỉ cho ông ta cái lỗi sai lầm của ông ta. Và ông nói là Chúa ơi, cho con có cơ hội để con làm lại. Thì Chúa nói với ông là con thấy không, con mất rất nhiều ơn là bởi vì con còn sống trong xác thịt nhiều lắm. Và Chúa cho ông nhìn lại một đoạn phim. Bữa đó thì ở đến ngày ông lên trên miền cao rồi để giảng đó, thì bà vợ đưa cho một cái túi. Nó bảo là mình mang cái túi đi, về hôm nay là ở trên đó là có thu hoạch bắp đấy, thế nào người ta cũng cho bắp. Thế ông nghĩ là hôm nay mình có bắp thì mình giảng, thế nào có bắp mang về đây. Thì Chúa nói là người hầu vị Chúa đó đừng nghĩ đến cái chuyện thu hoạch, mà đến để cho người ta được thu hoạch. Con đến để giảng lời Chúa, con đến vì lợi ích của con như vậy đó. Thế là ông ăn năn về, ông kể lại cả làng để ăn năn về cái tội lỗi đó. Thế thì khi mà Chúa cho ông sống lại như vậy đó, thì con mắt không còn tí cát nào cả, liền hết hoàn toàn lại rồi. Có nhiều khi người ta tin Đức Trời có quyền năng, nhưng không tin vào cái quyền năng mà Chúa có thể làm được là phục hồi được tất cả điều gì người ta đã bị mất, tất cả mọi sự. Nhưng bởi vì đức tin người ta đi đâu, Chúa làm đến đó. Mà Chúa là Đức Trời toàn năng. Chúa này, hãy nhìn vào sách Ê-xê-chiên lên, cả cái đống xương khô đó có sống lại được không? Sống lại được. Bởi điều gì? Bởi lời tiên tri của tiên tri tin lời Chúa và công bố và nói gió thổi vào đó thì Ngài sẽ làm. Điều đó không phải là quảng cáo, để đó là có thật. Tại sao con không làm điều đó? Chúng ta hạn chế Đức Trời bởi chúng ta không tin, ta dùng xác thịt của mình nhiều quá lên, không dùng cái tâm linh của mình để nhận biết ý muốn của Đức Thánh Linh để hành động. Chúa sách Nhà Ca này, vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài. Mà bây giờ Chúa hứa chúng ta như thế nào? Giăng đoạn 16 câu 5 đến 15 chép: hiện nay ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng thầy đi đâu, nhưng vì ta đã nói những điều đó với các ngươi thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Giờ vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, vì sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, thì Ngài không nói từ mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi vậy. Ở đây Chúa chỉ tôi này, có rất nhiều người đến với Chúa, họ đến để thờ phượng Chúa. Thứ nhất, vì Ngài là Chúa. Thứ hai, không thờ phượng Ngài thì mình chết. Thứ ba, tôi thờ phượng Ngài thì được sự sống với đời. Vậy thì phải đến, nhưng mà họ đến không phải để hưởng được quyền làm con Đức Trời. Thứ nhất là không dám nghĩ đến đó, thứ hai là họ không muốn nghĩ đến đó là bởi vì trách nhiệm. Đến làm con Chúa thì phải hầu việc Chúa, như vậy bận rộn quá, không biết là cha mình, chồng mình hay là con mình nó có muốn, có đồng ý không. Và điều đó không đẹp ý Chúa. Chúng ta không còn thuộc về tình nữa, Ngài Chúa chúng ta lại cho Ngài. Chúng ta đến để Ngài trang bị lại những gì chúng ta đã bị mất đi, đã bị thiêu hụt đi. Chúng ta đến không phải vì cớ xác thịt chúng ta đến để trang bị cho con của Đức Trời ở trong chúng ta là tâm linh chúng ta, là cái mà chúng ta vĩnh viễn ở trong thiên đàng. Bây giờ chúng ta còn trong xác thịt này nên nhìn thấy nhau bằng trong xác thịt thôi. Nhưng đừng nghĩ đến xác thịt mình mà nghĩ đến tâm linh mình, bởi khi chúng ta về thiên đàng xác thịt không còn nữa, ở trên thiên đàng chỉ có tâm linh chúng ta mà thôi. Vậy nên trang bị cho tâm linh ngay từ bây giờ, đến cùng Chúa khác được nghe lời Chúa. Có nhiều người đến để được nghe lời Chúa, biết lời Chúa, nhưng Chúa ơi, hãy đến cùng Ngài để được Ngài, để vào trong Ngài và Ngài vào trong chúng ta. Chúng ta theo Chúa phải để Chúa vào trong chúng ta, để lời Chúa vào trong chúng ta. Nhưng mà Thánh Linh biết chúng ta đến với Ngài để làm gì? Vì có rất nhiều người đến trung tín trong nhà thờ, trong hội thánh, làm tín đồ rất trung tín, nhưng không phải đến để được Chúa. Họ đến để được sự sống đời đời. Chúa biết rõ chúng ta đến để được Ngài. Ngài ban chính Ngài cho chúng ta, đến để hiểu lời của Ngài. Thánh Linh biết rõ rằng khi chúng ta nghe lời Chúa đó, ai sẽ là người được hưởng lời của Chúa? Bà Mỹ Liên là người được hưởng điều đó.
Tại vì sao? Trong tất cả người nghe ở trong hội thánh này, bà Mỹ Liên là người nghe tỉnh nhất. Bà nghe như muốn nuốt từng lời tôi giảng vậy. Vì tôi biết tâm linh của người này đã được Chúa bách bảo cho để làm công việc trên kia. Và Ngài khiến ông ấy có thể tỉnh táo để nghe từng lời, từng nuốt từng lời vào trong lòng của mình để được Ngài. Thánh Linh làm điều đó. Nếu có nhiều người đến đây buồn ngủ. Tại sao vậy? Bởi vì họ không tỉnh thức cho tâm linh mình. Lên tâm sao thì mình buồn ngủ. Chúng ta phải nhận biết cái giá trị quan trọng. Và khi ta nhận biết giá trị quan trọng đó, chúng ta biết là ngày hôm nay, trong 24 giờ của ngày hôm nay đó, chỉ có một tiếng này thôi là tôi được nghe. Vậy thì phải tỉnh thức trong một tiếng này để nghe lời Đức Trời, để Ngài dạy chúng ta, Ngài trang bị cho chúng ta. Không phải tự xác thịt làm mà được đâu. Hãy xin Thánh Linh ơi giúp cho con để con nhận được lời của Ngài. Xin dạy bảo con đến để nhận được lời của Chúa. Xin trang bị lời của Ngài cho con. Thì Thánh Linh sẽ làm cho. Vì Chúa Giêsu phán nếu chẳng phải cha ta kéo lại thì Ngài đến được cùng ta. Đây là mạng lệnh được sự bách bảo. Đấy vì lạy Chúa Thánh Linh xin giúp cho con để con được đến với lời của Ngài. Bây giờ giờ giảng xin Chúa cho con hiểu được lời của Ngài. Quý vị đừng tưởng rằng đọc kinh thánh mà thầy giảng được đâu. Tôi đọc sách Roma, tôi hạ mình xuống, tôi lạy Chúa. Trước kia con là thợ photographic của Canada. Và Chúa dạy con bây giờ, Chúa nói là có bốn người vào để nhìn vào một bông hồng đây. Một người đến đúng 7 giờ, một người đúng 8 giờ, một người đúng 9 giờ, một người 10 giờ, đều nói bông hồng đó. Khi mà chụp bức hình đó rồi, bốn bức hình khác nhau. Khi đưa ra, ai nói là bức hình của tôi là đúng, tôi chụp đúng thời gian đó. Cho nên tất cả đều đúng, nhưng không đúng theo tiêu chuẩn. Tại vì sao? Anh đến 7 giờ nó tối lắm, chưa đủ sáng. Nên bông hồng anh chụp không đủ hồng. Anh đến 10 giờ sáng, anh sáng tốt hơn 7 giờ, nên là hồng đẹp hơn. Nhưng mà chưa đúng thật của nó. Đúng 12 giờ, anh sáng chan hòa trong anh rồi. Bông hồng đó bày tỏ đúng màu của nó thật. Ánh sáng hạn chế màu, ánh sáng bày tỏ màu. Vậy thì chỉ có Đức Thánh Linh là đấng duy nhất giúp ta hiểu được lời của Chúa mà thôi. Nếu lòng chúng ta cho rằng, ôi tôi cũng đọc được mà, tôi hiểu rồi mà, thì chúng ta sẽ không hiểu nữa. Bữa đó tôi quỳ xuống lại Chúa. Sách Roma là do sứ đồ Phaolô bởi Thánh Linh của Ngài cảm động mà viết ra. Vậy thì xin Ngài là đấng đã bày tỏ cho Phaolô, bây giờ Ngài muốn con giảng sách Roma ra, thì chỉ có Ngài làm điều đó thôi. Xin đặt con vào đúng vị trí mà Ngài đã khiến cho Phaolô nghe được tiếng Ngài và hiểu được và viết ra cho con đứng vào vị trí đó. Thì con mới hiểu được, con giảng được. Và tôi cảm tạ Chúa, tôi nhờ cái Chúa và tôi đã giảng sách Roma, chúng ta được học, chúng ta đã biết đó. Vô cùng quan trọng, nếu không có Thánh Linh không làm chi được. Lê Miệng, lạy Chúa xin mở mắt con để con hiểu được, xin mở miệng con để con nói được. Xin làm qua con để danh Ngài được vinh hiển. Chứ đừng nói gì về mình hết ạ. Thì tôi mới hiểu rồi. Tại sao Phaolô đã cầu xin chúng ta? Ông cầu xin chúng ta làm gì nhỉ? Để Chúa mở cái mắt của lòng chúng ta. Chứ phải nói cái xác thịt. Mắt của lòng chúng ta. Ngày nay mà mắt của lòng chúng ta nhìn vào đâu? Chúng ta nhìn theo thói quen của mình, theo cái mắt của xác thịt. Vừa đến đền thờ của Chúa, nhìn thấy công việc này, lại bắt đầu nhớ công việc của mình rồi. Bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta mở mắt ra là chúng ta biết là quê hương chúng ta không phải ở thế gian này, mà chúng ta ở trên trời. Vì chúng ta ngày hôm nay đến để trang bị cho tâm linh mình, để không một cái điều gì trong tâm trí thì để lôi kéo nó nữa, hạn chế nó, để được nghe tiếng của Chúa. Bây giờ chúng ta tập trung được và Ngài dạy chúng ta, Ngài sẽ cho chúng ta hiểu được lời của Ngài. Giăng đoạn 3 câu 17 đến 21 chép: và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phạm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách bóc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Như vậy, để được hiểu lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải biết rõ là chúng ta có đam mê lời của Chúa không thì mới hiểu được. Nếu anh chúng ta không đam mê lời của Chúa, chúng ta không hiểu lời Chúa được đâu. Đến ngay đọc thuộc lòng của chẳng thuộc đâu. Tại vì nhiều khi nhận câu thuộc lòng đấy, bực mình ông mục sư nó cho câu dài thế. Nhưng mà không biết rằng Chúa đã khiến cho chúng ta nhận biết đây là lời của Chúa ban cho chúng ta, đó là chìa khóa đấy. Người đời có câu là vật khinh hình trọng. Ở nhà tôi có hộp sửa chữa đấy, nhiều lắm, đủ có loại vít đâu. Tôi đi thấy là tôi nhặt. Cái vật thì khinh lắm, ra tiệm mua thế là chả được cả. Nhưng mà nếu tôi có sẵn nhà thì còn quý hơn. Nên là nhiều khi tôi sửa chữa điều kia tôi mở đúng ra, nó có. Nó khinh thật, nhưng mà nó dùng được rất là nhiều công việc cho mình. Lời của Chúa không phải là hư không. Lời của Chúa là hạt giống không hề hư nát. Cứ có nó đi, đến kỳ chúng ta sẽ biết nó có lợi như thế nào. Bây giờ mà chúng ta không có điện thoại di động, ở nhà bị bệnh rồi, làm sao bây giờ nửa đêm không thì gọi điện thoại được cho mục sư, làm sao mà hiểu được cách sửa chữa bây giờ. Nếu như chúng ta có lời của Chúa cho lòng mình thì khỏi cần điện thoại di động, có lời của Chúa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lời của Chúa để giải quyết vấn đề. Nên Chúa dạy chúng ta là
Lúc nào phải có giày dép tin lành bình an, phải có lời Chúa trong lòng. Bất cứ ai đến gặp chúng ta nói chuyện ra là mình biết ngay là anh này cần cái gì rồi, cho ngay câu gốc điều trị. Đây lời Chúa đây, đơn thuốc đây, dùng cái này để làm thay mà điều trị đi, làm được ngay thôi. Có nhiều khi nửa đêm tôi gặp được câu điện thoại ở nhiều nơi gọi đến ấy, mình chỉ cho biết đây là đơn thử động đây, câu này kinh thánh đây, gốc này đây, cứ thế mà làm đi. Nên phải có lời Chúa ở trong lòng chúng ta. Lời Chúa ở trong lòng chúng ta không chỉ để chữa lành chúng ta mà thôi, còn bảo vệ chúng ta nữa. Bởi vì khi chúng ta có lời của Chúa, tâm linh bắt đầu cai trị. Nó sẽ chỉ cai trị được xác thịt này khi nó có luật pháp của Chúa mà thôi. Khi chúng ta có luật pháp của Chúa rồi thì khi mà xác thịt đối diện với công việc đó, tâm linh biết ngay, này, nhìn thấy biển không? Quay lại đi, không được vi phạm. Thì bây giờ xác thịt sẽ quay lại, bởi vì xác thịt luôn sợ gươm của Đức Chúa Trời. Tâm linh là người mạnh sức, nó cầm gươm của Đức Chúa Trời nó giơ ra thì xác thịt sẽ lùi lại và chúng ta không phạm tội. Như vậy, có luật pháp của Chúa, có hàng rào, có gươm cho ai dùng? Cho tâm linh, không phải cho xác thịt. Xác thịt sẽ chịu dưới gươm của Chúa và khi người mạnh sức giơ gươm ra, nó sẽ chịu phục. Bởi cái đó, Chúa dạy chúng ta phải có lời của Chúa ở trong lòng chúng ta. Đức Trời yêu thương nên Ngài đã ban lời của Ngài cho chúng ta để sự sáng của lời Chúa xoay sáng nơi sự tối tăm của chúng ta. Ai trong ta chưa biết sự tối tăm chúng ta nằm ở đâu? Sự tối tăm của đời người chúng ta nằm ở đâu? Nơi nào nghĩ ra cơn mưu ác? Cái đầu. Lời của Chúa soi sáng sự tối tăm tôi, soi sáng tâm trí này. Bật thế nào? Lời của Chúa luôn luôn có quyền phép cáo trách chúng ta. Ai cáo trách? Thánh Linh cáo trách. Thánh Linh cáo trách của ai? Của tâm linh của chúng ta. Thánh Linh đến là thật lẽ thật. Ngài đến với tâm linh chúng ta và Ngài khiến thế gian, tức là xác thịt này, tự cáo về tội lỗi của mình. Bởi đó này, học luật pháp là vô cùng quý giá. Học luật pháp tức là học tất cả mọi sự về kiến thức cuộc đời của mình. Và khi mình có luật pháp của Chúa rồi đấy, có lúc xác thịt nó đối diện với công việc nó quên, nó định làm, nhưng mà tâm linh của ta nó không quên. Nó sẽ cáo cho chúng ta, nó nhắc nhở chúng ta, và nhờ đó chúng ta sẽ lùi lại trước tội ác và nhận biết công việc mình phải đi, hầu cho chúng ta được bảo vệ và được phước. Như vậy, để một người có thể đến được với lời Đức Chúa Trời, nghĩa là đến được với sự sáng của Chúa, thì người đó phải chấp nhận để cho quyền phép của lời Chúa uốn nắn mình, tỉa sửa mình. Không phải đơn giản đâu. Tôi mới đến với Chúa, tôi bực mình lắm. Tại vì ông mục sư giảng trên đó là cứ toàn chúng mình không à. Mình bảo ông biết cái người đó chắc hôm qua mình tâm sự với nó là mách của mục sư sao mà ông mục sư giảng y chang mình không à. Đụng với mình hoàn toàn, bài nào ông đụng thôi. Nhưng mà thời gian sau, 1-2 năm sau, hết đụng. Tại sao? Mình thấy luật pháp của Chúa là đúng. Trước hết là mình làm theo vì sợ chết. Thứ hai mình làm sao vì được phước. Thứ ba là sao? Vì nó là bổn tánh của mình rồi. Khỏi bị sợ. Nó thuộc bổn tánh của mình rồi, là mình cứ thế mình làm thôi. Và bây giờ mình bắt đầu ghét những cái việc nghịch lại cái điều đó. Nó thuộc về mình mất rồi. Mình cảm ơn Chúa điều đó. Chúa dùng đầu tiên là giao ước của Chúa ban cho chúng ta. Khi Chúa gọi Abraham, Chúa gọi Abraham như thế nào? Ngươi hãy ra khỏi vòng bà con ngươi, ra khỏi quê hương ngươi, đến nơi mà ta sẽ chỉ cho. Chúa biết rõ Abraham đã được nghe gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho tổ phụ của mình. Và trong lòng của Abraham có đức tin, nên Chúa phán điều đó. Ngày hôm nay Chúa cho chúng ta kinh thánh, mà nếu ta không đọc kinh thánh làm sao biết được lời hứa của Chúa tốt lành cho chúng ta? Nếu không đọc kinh thánh thì chẳng bao giờ biết được sự hấp dẫn của kinh thánh cho chúng ta cả. Nhưng nếu ta đọc thì thấy được sự hấp dẫn, vì chính Thánh Linh Ngài sẽ khiến ta thấy hấp dẫn. Vừa học xong một bài rồi về đến nhà gặp sự cố ngay xảy ra thì nhớ đến bài đó tập thôi, thôi mình sao mà tập cầu nguyện đi. Cầu nguyện xong sự thể cứu đến, bắt đầu mình có được tin vào lời Chúa rồi. Từ đó mình bắt đầu biết rằng quả thật Chúa đấng duy nhất, Ngài đứng nghe, đứng biết, đứng giải cứu mình. Và bây giờ mới là quả thật đây là Chúa kéo mình đến bởi sự hấp dẫn, sự giải quyết các nhu cầu của mình đến từ nơi Ngài. Và bắt đầu mình yêu bên Ngài. Đến với Chúa phải chấp nhận để Chúa tỉa sửa. Mà trong chúng ta ai cũng có linh cầu ngạo đến từ Adam. Và Adam bị bởi tội lỗi của ma quỷ. Nên không muốn ai sửa lỗi mình hết cả. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta phải đến với Chúa để Chúa uốn nắn tỉa sửa, hầu cho chúng ta được thiêu đốt tất cả sự ô uế đồn lũy trong chúng ta bởi ma quỷ đồn lũy trong chúng ta. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 6 đến 11 chép: Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận tiệp Ngài nhắc anh em lên, là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử đống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình dở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về đây Ngài đời đời vô cùng. Amen. Kinh Thánh chép rõ rằng chính Đức Thánh Linh sẽ khiến cho chúng ta đứng vững được. Việc đầu tiên chúng ta là tin và bước theo. Và Chúa nói tiếp, cứ đứng vững. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 cho này, sau khi anh em làm xong mọi sự rồi, hãy đứng vững. Làm xong mọi sự gì anh em?
sạch tội mình đi, ăn năn tội lỗi mình đi bởi lời Chúa và xin Chúa giúp đỡ mình. Bây giờ chúng ta sẽ được Chúa cho chúng ta là đứng vững được. Có một điều kiện chắc chắn mà Chúa Giêsu đã phán với những người đến được với lời của Ngài, đó là chính Ngài sẽ khiến cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Chúa hứa chắc chắn như vậy. Ngày nay khi mà một người có bệnh đó, thường thường ấy, người ta muốn được chữa bệnh ngay, được lành ngay, người ta phải đến tiệm thuốc, nhất là đến bác sĩ giỏi, cho thuốc tốt, thuốc đúng, mua thuốc phải đúng, thuốc ngoại, thuốc tốt, phải không nào? Mua thuốc mà để trong túi mình nó có được chữa lành không? Không, người đó phải tin và uống vào trong mình, và phải đúng tiêu chuẩn, mà đúng không đúng nguy hiểm lắm. Nếu nó bảo là cái này thuốc này phải uống lúc thật no nghe chưa, uống không no là nguy hiểm lắm vì nó bào ruột, thì mình phải tin mà phải uống lúc no. Vậy về nhà mà không có gì cả, bây giờ sao ăn cơm nguội cũng được, biết là nó no để uống thuốc đó. Chúng ta có vậy, đến với Chúa thì phải biết là để được sự sống ở đời đó thì phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Hãy tin Chúa và làm theo đi, vì Chúa nói chính Chúa sẽ khiến cho chúng ta được sống lại nơi ngày sau rốt. Và đó là điều kiện quan trọng nhất mà ít người để ý đến, vì người ta chỉ nghĩ rằng nếu tôi tin Chúa qua sự cầu nguyện rồi thì Ngài sẽ cho tôi được sự sống với đời. Chúa ơi, đúng như vậy đó con, nếu con tin ta còn được sống với đời giống như anh cướp thì thật thì giá đó, vì ngay từ hôm sau đó, ngay lúc đó anh ta sẽ chết, anh ta được về ngay. Nhưng mà sau khi con cầu nguyện xong, ta ban cho con giá cước chuộc rồi, nhưng liệu con giữ được giá đó qua đêm nay hoặc đến sáng mai hay không, ta con không biết được điều đó. Nó có giá trị ngay bây giờ. Nhưng mà đến ngày mai để bảo vệ được cái giá cước chuộc ta ban cho con hôm nay, con phải có khí giới. Con phải biết kẻ thù nghịch nào đang tìm cách cướp mạng sống của con, và con phải học làm sao để đánh trận để chống lại nó chứ. Không thể một chốc một lát được. Vậy thì con phải tỉnh thức. Giá cước chuộc không lấy lại nhưng có thể mất, vì nếu con thiếu hiểu biết. Đừng có tưởng là tin Chúa một lần trước nói cho là được đâu. Mình phải giữ nó. Chúa ban cho rồi, mình phải biết giữ nó. Nếu ai trong những người tin Chúa đã để trong lòng mình ý tưởng theo Chúa để được phước hạnh cho xác thịt mình mà không lo cho tâm linh mình được tái sanh để được lớn lên theo tầm vóc của Đấng Christ, tức là theo lời Chúa đã định cho mình để biết về mình đây, mà mình không theo điều đó để không tăng trưởng lớn lên đó, thì người đó là kẻ dại dột. Bởi vì người ta tin nhưng mà không làm theo thì không được hưởng phước Chúa ban cho. Vậy thì ai có ý tưởng đến với Chúa chỉ được hưởng mà không phục vụ Ngài, không hợp việc Ngài đó, thì người đó phải ăn năn tội lỗi mình. Vì ý tưởng đó không xứng đáng với tình yêu của Đức Trời và không xứng đáng với danh con cái Đức Trời. Vì là con thì phải kế tự, mà cha của chúng ta làm việc cho đến tận ngày bây giờ. Vậy khi chúng ta tin Ngài thì phải làm việc trước hết làm sạch tội mình để giữ vững được chính mình, và để Chúa sai mình đi để hầu việc Ngài, để được Chúa sử dụng mình làm công việc của nhà Ngài. Roma đoạn 8 câu 16 17 chép: chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, là nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho có được vinh hiển với Ngài. Như vậy, bài ngày hôm nay chúng ta thấy không phải chúng ta ngồi ở tại trong phòng nhóm thờ phượng Chúa nghe lời Chúa mà chúng ta đến được với Chúa. Nhưng nếu tấm lòng ta khao khát đến được với Chúa để được biết lời của Ngài, để làm theo ý muốn của Ngài, thì xin Thánh Linh Ngài giúp đỡ cho, thì chúng ta nghe và hiểu được, và chúng ta sẽ sở hữu được lời của Chúa, và Chúa biết chúng ta sở hữu lời của Ngài, Ngài sẽ dùng chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cảm tạ Chúa, bởi vì khi chúng ta được hội việc Ngài, chúng ta sẽ xin phước Chúa ban cho chúng ta.